thanh sắc nói, mặc dù bích cưu độc nguyên là bảo vật của thương khôn thượng nhân để lại nhưng Hàn Lập cũng không phí tâm giải thích gì cả, chỉ hàm hàm hồ hồ đáp cho qua chuyện. Lão giả họ lỗ thấy dễ dàng giải quyết việc này như vậy thì cũng mở miệng liên tục thật tâm khen ngợi. Hàn Lập cười nói, ứng phó vài câu rồi ba người một lần nữa lên đường. Lộ trình tiếp theo lại khôi phục sự bình yên như ban đầu. Sau khi phi hành được gần nửa ngày thì không khí bắt đầu nóng dần lên cây cối trên sơn lĩnh theo hướng bọn họ đi tới dần dần trở nên thưa thất rồi trụi lùi, không còn một bóng cây cọng cỏ, nhìn có vẻ khác thương. Cuối cùng ngay cả đá núi cũng xuất hiện màu đỏ yêu dị. Hơn nữa trên đỉnh núi có thể mơ hồ nhìn thấy được một số khe dung nham nho nhỏ, bên trong đỏ rực, phun ra cho bôi màu xám và hơi nóng có thể nướng chín người. Trường cảnh thực sự giống với hỏa lò ở địa ngục. Trên mặt Hàn Lập cùng lỗ về anh lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng khi thấy thần sắc nam lũng hầu vẫn không loạn thì hai người hiểu rằng lộ tuyến vẫn không nhầm nên không nói gì thêm. Sau đó không lâu, phía trước ba người xuất hiện một tòa núi cao ước mấy ngàn trượng màu đỏ đậm, hơn phân nửa ngọn núi bị bao phủ trong đám mây lửa. So sánh với một số đỉnh núi thấp bé chung quanh thì ngọn núi kia cực kỳ hấp dẫn đối với người khác. Nam lũng hầu đang dẫn đường phía trước, vừa nhìn thấy nó thì độn quang bắt đầu chậm lại. Hai người Hàn Lập thấy vậy, sau khi nhìn nhau, tinh thần không hẹn mà cùng trở nên phấn chấn. Hai vị đạo hữu ở phía dưới chân núi trước mặt có một cái động quật, đó chính là sào huyệt của hỏa thiềm thú nọ. Di hài của tu sĩ thượng cổ cũng nằm ở trong đó. Nghe nói linh giác xúc sinh kia cũng không tệ, chúng ta trước tiên nên dừng lại thương nghị đã. Nam lũng hầu thở dài, xoay người lại ngưng thần nói. Ở dưới chân núi kia, Hàn Lập nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại rồi lập tức dùng thần thức dò xét qua. Quả nhiên có một cái động khẩu màu đỏ rất lớn, thỉnh thoảng thổi ra từng luồng gió nóng. Vì sợ kinh động đến hỏa thiềm thú bên trong nên Hàn Lập thu thần thức lại, không dám mạo muội dò xét quá kỹ. Cần gì phải thương lượng, lấy công pháp băng thuộc tính của Hàn Đạo Hữu làm chính, hai người bọn ta làm phụ, trực tiếp tiêu diệt hỏa thiềm thú. Lỗ về anh không cần nghĩ ngợi nói, lỗ huynh, chuyện đâu đơn giản vậy chứ, theo thương khôn thượng nhân nói, sao huyệt hỏa thiềm thú cơ hồ có một nửa nằm trong dung nham. Vô luận con thú này bị trọng thương đến mức nào, chỉ cần nhảy vào trong dung nham thì lập tức có thể khôi phục lại như ban đầu. Nếu đấu với nó ở nơi đó, khẳng định rất bất lợi. Phương pháp tốt nhất là nên thiết hạ pháp trận trước tiên rồi sau đó dẫn dụ nó ra khỏi xào huyệt để tiêu diệt. Vì thế, ta đã chuẩn bị một bộ khí cụ bày trận thủy thuộc tính. Nam Lũng Hầu nhẹ nhàng nói, nghe lời ấy, lão giả họ lỗ cũng không có phản đối, Hàn Lập cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Ba người sau khi định kế xong liền bắt đầu chuẩn bị. Ngoại trừ đại trận của Nam Lũng Hầu kia thì Hàn Lập bố trí thêm mấy loại pháp trận khác bên ngoài để phòng ngừa bất chắc. Làm xong hết thảy mọi việc, ba người cuối cùng quyết định ẩn hình, để cho Hàn Lập dùng khôi lỗi dẫn dụ hỏa thiềm thú ra khỏi sao huyệt. Sau khi vỗ vào túi linh thú bên hông, một con khôi lỗi hình bạch lang còn sót lại bóng xuất hiện. Sau đó Hàn Lập khoanh chân ngồi bên cạnh pháp trận, thao túng con khôi lỗi thú này bay thẳng về phía sơn động nọ. chương 816, Dụ Phục Thông qua phân thân khôi lỗi, sau khi tiến vào trong động khẩu, Hàn Lập có thể cảm ứng được tất cả mọi thứ bên trong. Bây giờ phía trước khôi lỗi Bạch Lang là một cái thông đạo thiên nhiên cao khoảng 7, 8 trượng, hai bên động đều có màu đỏ đậm, thỉnh thoảng phun ra từng tia lửa, khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo. Hàn Lập tin rằng nếu như tu sĩ cấp thấp đi vào thông đạo này mà không có đề phòng thì sẽ bị từng luồng gió nóng làm cho mất xỉu. Nhưng do Bạch Lang thân là khôi lỗi nên chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Nó bay dọc theo thông đạo về phía trước, không lâu sau trước mắt bóng trở nên sáng ngời, một thế giới ngầm đỏ lửa xuất hiện. Nơi này diện tích rộng khoảng chừng 100 trượng, nhưng đáng chú ý nhất đó là một cái hồ dung nham chiếm hơn phân nửa diện tích đang không ngừng sôi sục, từng cái bong bóng lửa nổ lốp bốp, khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ cần đi tới thêm một bước nữa sẽ biến thành xác khô. Bốn phía của hồ dung nham này là lớp đất đá màu đỏ nhưng bên trên lại lấp lóe vài loại cỏ màu xanh. Ở đây mà cũng có linh thảo sinh trưởng, không thể không khiến cho người khác kinh ngạc nhưng cũng vì thế mà Hàn Lập biết rằng chúng không phải là loại tầm thường. Nhưng phân thần trong khôi lỗi của Hàn Lập cũng không có hứng thú với chúng mà ánh mắt nhìn tới khối nham thạch to lớn nhô lên ở giữa hồ. Trên đó có một con quái vật cả thân đỏ rực, cái bụng đang phập phồng, rõ ràng là đang ngủ say. Kích thước của nó cũng không lớn lắm, rộng khoảng 3 trượng còn dài khoảng 5, 6 trượng, giống như một con cóc khổng lồ. Lớp da toàn thân phát sáng ra màu đỏ như lửa, khí thế quả thực bất phàm. Hơn thế nữa mỗi khi nó hít thở, trên thân lại xuất hiện một đám mây màu hồng, càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Xem ra đây chính là hỏa thiềm thú. Hàn Lập cẩn thận xem xét, đánh giá thật kỹ nó một hồi lâu. Sau đó mới di chuyển ánh mắt, nhìn tới thạch hai đối diện với hổ dung nham. Vừa nhìn người ta đã biết thạch hai này có niên đại rất lâu rồi. Mặc dù mặt trên của nó được điêu khắc rất là nhiều các loại hoa văn ký hiệu nhưng bốn góc thì vỡ nát và bị ăn mòn rất nhiều ở giữa thạch thai có một cổ thi hài của một vị tu sĩ mặc trường bào màu xanh đang yên tĩnh nằm ở đó trường bào kia trông vừa đơn giản vừa kỳ lạ mang vẻ cổ xưa vừa nhìn đã thấy nó không giống kiểu áo mà các tu sĩ ngày nay sử dụng tuy đã trải qua thời gian lâu như vậy nhưng vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu tản ra lục quang nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên không phải là vật phàm di hài trong trường bào sớm đã trở thành một đống xương nhưng quỷ dị chính là từng đốt xương đều trong suốt lấp lánh như thủy tinh sau khi xem xét cẩn thận bộ hài cốt kia rồi nhìn lại hỏa thiềm thú, Hàn Lập liền xuất ra một tia phân thần, âm thầm tiến về phía thạch thai. Hắn muốn xem xét kỹ di hài của tu sĩ này có để lại bảo vật gì hay không. Mới vừa rồi nhìn qua, Hàn Lập vẫn chưa phát hiện được trên hài cốt có bảo vật hay túi chữ vật gì cả. Điều này khiến hắn nghi ngờ, có lẽ bảo vật được cất giấu ở trong thanh bảo hoặc là nằm gần thạch thai, vì thế hắn phải xem xét trước rồi mới tính tiếp. Lúc này tia thần thức đã bay tới trên di hài, đang từ từ hạ xuống để thăm dò thì ngay lúc này dị biến bỗng phát sinh. Linh quang trên thanh bào đột nhiên đại thịnh, một tầng ánh sáng mờ mờ xuất hiện, ngăn cản tia thần thức kia. Linh khí ở vùng phụ cận trở nên dao động, hỏa thềm thú vốn đang nằm ngủ, dường như cảm ứng được việc gì đó. Hai mắt đang nhắm bỗng mở ra, một cặp mắt xanh biết nhanh chóng quét qua vài cái rồi nhìn chằm chằm khôi lỗi đang đứng ở cửa động. Không hay, hàn lập thầm kêu một tiếng rồi khống chế bạch lang khôi lỗi vội vàng xoay người, linh quang chấp động hóa thành một đạo hào quang chạy ra ngoài. Cùng lúc đó con hỏa thiềm thú trông có vẻ rất là mập mạp kia cựa mình, nhảy lên một cái rồi đáp xuống đám nham thạch với tư thế nằm sấp. Nó nhìn vào bóng lưng của đạo hào quang kia rồi giận dữ giống lên một tiếng. Lập tức hai chân to lớn phía sau đạp xuống một cái, hóa thành một đoàn lửa đỏ truy đuổi theo. Hỏa thềm thú kia đang đuổi tới đây, hai vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Hàn Lập đang ngồi trong pháp trận vô hình bên cạnh, mấp máy môi vài cái truyền âm tới hai người nam lũng hầu hai người kia nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng đồng thời đưa mắt nhìn tới đám cự phong đang bay tới từ phía xa xa ở đó có một đạo bạch hồng đang bay thẳng về vị trí của bọn họ một lát sau lại có thêm một đạo hào quang màu đỏ từ trong động khẩu bắn ra theo sát đạo bạch hồng kia không chút chậm trễ tốc độ của nó tuyệt đối không thấp hơn tốc độ của tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường thấy vậy thần sắc của hàn lập khẽ động Lần này may mắn là khôi lỗi bạch lang phái đi thuộc vào loại khôi lỗi mang tính tốc độ, nếu không việc dẫn dụ hỏa thềm thú tới đây có thành công hay không cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn liền thúc giục phần thần trong bạch lang khôi lỗi toàn lực phi hành mà không để ý gì đến hậu quả. Sau đó bàn tay hắn khẽ lật, một đoàn lam quang băng diễm vô thanh vô tức xuất hiện. Thân sắc hai người nam lũng hầu âm trầm, cũng đang chuẩn bị các loại pháp bảo, phục ở hai bên của pháp trận tuy cự ly cách nhau khá xa nhưng hai đạo hào quang nọ chỉ trong nháy mắt đã bay sắp tới trên mặt hàn lập chợt lóe lên vẻ âm lệ băng diễm trong tay lẳng lặng mạnh thêm ba phần nhưng ngay vào lúc đạo bạch hồng đang rất khó khăn bay tới vùng phụ cận và tiến vào đại trận đã bố trí thì con hỏa thềm thú ở phía sau cách khoảng ba bốn trượng dường như đã không nhẫn nại được nữa nó kêu lên một tiếng rất lớn rồi từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu khi mới xuất hiện hỏa cầu này không lớn lắm chỉ to bằng khoảng một cái đầu mà thôi nhưng sau khi bắn nhanh ra khoảng vài trượng thì bục một tiếng hỏa cầu đột nhiên to lên chỉ trong chốt lát đã hóa thành một cơn gió lửa cực lớn cuốn lấy khôi lỗi đang đứng bên cạnh trận phát tiếp theo những âm thanh bạo liệt từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra sau đó lập tức im bặt sắc mặt hàn lập khẽ biến hỏa diễm nhanh chóng tắt đi khôi lỗi thú đã bị tiêu diệt vô ảnh vô tung hàn lập thấy vậy trong lòng cả kinh yêu hỏa của hỏa thềm thú kia thực không giống với loại hỏa diễm bình thường chí ít cũng hơn cả anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kỳ một bậc. Không biết là băng diễm của mình có thể chế trụ nó được hay không nữa. Nhưng Hàn Lập cũng không quá lo lắng quá vì hắn không chỉ có một hai loại thủ đoạn để tiêu diệt yêu thú kia. Vô luận là tử la thiên hỏa hay đại canh kiếm trận cũng đều là những đòn sát thủ rất lợi hại. Không những thế, chỉ cần Hàn Lập xuất ra tất cả khôi lỗi kết đan kỳ ra thì cũng đủ diệt sát đối thủ, chỉ là hắn không nỡ hoang phí như thế. Dưới một tình huống nào đó, khôi lỗi thú sẽ có hiệu quả lớn lúc này hỏa thiềm thú thấy đã diệt được kẻ xâm nhập hang động nên cực kỳ hài lòng kêu lên một tiếng rồi hào quang lóe lên muốn quay đầu trở về đến lượt mình ba người hàn lập nhìn nhau trong đó căng thẳng nhất chính là hàn lập sinh tử của nam cung uyển liên quan đến cổ thú kia nên hắn làm sao để cho nó dễ dàng thoát đi sau khi nhíu mày thân hình hàn lập khẽ động hóa thành một đạo hào quang bay ra thân ảnh hàn lập lẻ loi xuất hiện ở bên cạnh pháp trận Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh lập tức ngẩn ra nhưng sau đó cũng minh bạch ý tứ của hắn. Cử động này của Hàn Lập tất nhiên là kinh động đến con hỏa thiềm thú đang chuẩn bị trở về. Nó nhanh chóng quay đầu lại, nhìn trong chọc địch nhân vừa xuất hiện, không chút động đậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hàn Lập cũng yên lặng, một tay nắm lấy một đoàn lam quang nhỏ, một tay vỗ vào túi chữ vật bên hông, từ đó bỗng nhiên bay ra sau đạo lam quang, lần lượt đứng sau Hàn Lập. Sau khi quang hoa thu liếm liền xuất hiện 6 con rùa to lớn, thân cao ba trượng, linh quang toàn thân lấp lóe. Đó chính là khôi lỗi thú cử quy mà Hàn Lập vừa mới luyện chế thành. Hàn Lập dùng thần thức ra lệnh, trên quy xác của sáu con khôi lỗi thú đột nhiên xuất hiện những cây băng chùy dài giống nhau, khoảng một thước, sắc nhọn lấp lánh, tán phát ra từng tia hàn khí. Nhất thời những con cử quy nhìn như vô hại bỗng chốc trở nên nguy hiểm, biến thành bộ dáng hung ác dữ tợn, khí thế cực kỳ bức người. Hỏa thiềm thú đối diện tựa hồ cảm ứng được địch ý của Hàn Lập nên trong đôi mắt màu xanh lục của nó lóe lên những tia hung quang, trong nháy mắt đã hé miệng phun ra một ên hỏa cầu. Mắt thấy hỏa cầu kia phóng to, khí thế hung hăng, bắn về phía mình, Hàn Lập không nói một lời nào, ý nghĩ dò xét uy lực yêu hỏa của cổ thú lập tức xuất hiện ở trong đầu, do đó hắn dương cánh tay đang cầm băng diễm lên. Đoàn lam sắc băng diễm liền ngưng tụ thành một đóa hoa băng, nhẹ nhàng bay tới phía trước nghênh đón hỏa cầu khổng lồ. Đường kính hỏa cầu của hỏa thiềm thú khoảng 5, 6 trượng, còn đóa hoa kiền lam băng diễm chỉ có kích cỡ khoảng vài tấc. So sánh về mặt hình thể thì không còn gì để nói nhưng khi hai thứ tiếp xúc với nhau, một trường cảnh khiếp người xuất hiện. Chỉ nghe bục một tiếng, lam quang, hỏa cầu lóe lên, từng tầng từng tầng băng dày bao lấy bên ngoài hỏa cầu. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một viên cầu bằng băng cực lớn, ở giữa nó có những đóa hỏa diễm màu đỏ đang nhảy múa không ngừng. Cảnh tượng này khiến Hàn Lập ngẩn ra nhưng hỏa thiềm thú đối diện khi thấy hỏa cầu bị cấm cố thì trở nên bạo nộ. Nó mở miệng phun ra thêm hàng trăm ngàn hỏa cầu to bằng nắm tay, ào ào kích tới. Hàn lập lầm nhầm, cánh tay phất lên, sau con cử quy phía sau đã ở trong tư thế sẵn sàng lập tức dung quy sát, vô số đạo băng chùy phá không bay ra, nghênh đón đám hỏa cầu. Âm, 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 một trận thanh âm nổ tung vang lên, hàn khí màu trắng do băng chùy tạo thành tiếp xúc với mảng lửa lớn do hỏa cầu hóa ra. Bạch khí bỗng chốc tràn ngập cả bầu trời hàn lập nhìn chằm chằm về phía trước hai mắt nhíu lại rõ ràng uy lực hỏa cầu của đối phương cao hơn nhiều so với băng chùy trong nháy mắt hỏa lãng đã bức hàn khí lùi về phía sau hàn lập thấy vậy trong miệng lẩm bẩm một câu gì đó thân hình đột nhiên bắn về phía sau sau con khôi lỗi thú cử quy cũng lập tức theo sát lúc này biển lửa đã hoàn toàn áp chế hàn khí của băng chùy nó không chút khách khí tiếp tục tấn công nhưng sáu con cử quy lại phun ra thêm một đợi băng chùy mới nữa hàn khí một lần nữa lại ngăn chặn được hỏa lãng. Trong khi đó hàn lập và đám khôi lỗi cũng đã bay ra xa hơn 20 trường. Hàn lập chăm chú nhìn hỏa thiềm thú đang đứng yên bất động tại chỗ, môi khẽ mím chặt. Theo như tài liệu hắn có được trước khi vào trụy ma cốc thì hỏa thiềm thú kia ngoại trừ việc có thể dựa vào dung nham chi lực để khôi phục nguyên khí của mình, nó còn tinh thông hỏa độn chi thuật, trong nháy mắt có thể đào thoát ra xa hơn ngàn trường. Mà nơi này chính là chân núi, khắp nơi đều có dung nham nếu hỏa thiềm thú chui vào trong đất thì có thể dễ dàng đào tẩu đối với điều đó hai người nam lũng hầu cũng không chút để tâm vì bọn họ đến đây để tìm bảo vật của bộ hài cốt kia cho dù không có cách nào tiêu diệt được cổ thú chỉ cần đuổi nó ra xa là được rồi nhưng hàn lập lại khác vì hắn phải lấy được yêu đan của nó do đó hắn nhất định phải dẫn dụ hỏa thiềm thú vào bên trong pháp trận để chặn đường rút lui của nó sau đó mới phóng tay phóng chân xuất thủ diệt trừ vì vậy việc hỏa thiềm thú có truy đuổi theo hay không tự nhiên trở thành một sự kiện quan trọng hỏa thiềm thú thấy hàn lập chỉ đấu có một lần liền lập tức bỏ chạy nó không nhịn được liền ngẩn ra nhưng hình như con thú này linh trí không cao nó không chút suy nghĩ lập tức hóa thành một đạo hồng quang hăm hở đuổi theo hàn lập thấy vậy thì trong lòng vui mừng chỉ vừa mới truy đuổi một đoạn hỏa thiềm thú bỗng nhiên thấy xung quanh mình hiện ra một tầng thủy mạc màu lam tiếp theo bạch quang trên tầng thủy mạc lóe lên vài con thủy long màu trắng khi ẩn khi hiện nóng lòng muốn bay ra không khí trong pháp trận trở nên lạnh lẽo. Hỏa thiềm thú cả kinh, lập tức dừng truy đuổi, hai mắt liếc ngang liếc dọc, trong miệng phát ra âm thanh đe dọa. Cùng lúc đó hai bên pháp trận cũng lóe lên linh quang. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh đồng thời xuất hiện, hai người này vừa thấy cổ thú bị pháp trận khốn trụ liền không chút khách khí, tế xuất ra các loại bảo vật. Nam Lũng Hầu ném bích ngọc chỉ hoàn ra, còn lão giả họ Lỗ thì không sử dụng pháp kỳ lúc trước nữa mà hai tay dương lên, hai thanh phi qua đồng loạt bắn tới quang mạc của pháp trận tất nhiên là không ảnh hưởng đến bảo vật của hai người chỉ hoàn cùng phi qua lóe lên rồi xuyên qua tầng bảo hộ công kích về phía hỏa thiềm thú mấy con thủy long màu trắng cũng vừa vặn bay ra dương nanh múa vuốt tấn công đó là do hàn lập ở xa điều khiển trận kỳ trong tay phát động cấm chế của pháp trận để phối hợp với thế công của hai người hỏa thiềm thú tuy linh trí không cao nhưng thấy cảnh này liền cảm thấy có chỗ không ổn nó lập tức hống lên một tiếng kinh thiên động địa sau đó thân thể co rút rồi lại giãn ra thi triển thần thông bảo mệnh của bản thân chỉ thấy sau tiếng hống trên thân xuất hiện từng tầng từng tầng quang thuẫn màu đỏ những cái thuẫn nhỏ này có mật độ dày đặc từng lớp từng lớp từ trên thân hỏa thiểm thú bắn ra sau đó dung hợp lại thành một thể trong nháy mắt hình thành nên một cái vòng bảo vệ màu đỏ ba tầng mưa gió không lọt nhưng vào lúc này bích ngọc chỉ hoàn thủy long cùng với hai thanh phi qua vừa vận công kích lên vòng bảo vệ đó lập tức trong pháp trận vang lên âm thanh ầm ầm không ngớt các loại hào quang đan chéo vào nhau tạo nên cảnh tượng vô cùng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng được. Nhưng sau khi hỏa thiềm thú hống lên thêm một tiếng nữa, một đạo quang trụ to lớn từ trong quang cháo tách ra, công kích lên thủy mạc. Phốc một tiếng, thủy mạc chỉ ngăn cản được một chút rồi lập tức bị xuyên qua, tạo thành một cái lỗ to. chương 817, Chảm Thú Hồng quang ở giữa pháp trận đột nhiên đại thịch, tiếp theo một hỏa trụ to lớn cuồn cuộn xuất hiện xung quanh hỏa thiềm thú. Trong nháy mắt, vô luận là thủy long, chỉ hoàn hay hai thanh phi qua màu lam đều bị đẩy ra bên ngoài hỏa trụ, còn ở trung tâm chính là thân ảnh mơ hồ của yêu thú. Tại lúc tất cả các loại công kích đều bị bài trừ thì hỏa thiềm thú biết mình rơi vào bẫy, lập tức chấp lấy cơ hội, hai chân sau đạp xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm bắn lên. Mục tiêu chính là lỗ hồng đang từ từ khép lại, nam lũng hầu và lỗ về anh thấy vậy thì cả kinh, nhanh chóng điều khiển bảo vật của bản thân để ngăn chặn yêu thú trốn thoát khỏi pháp trận cấm chế. Nhưng dường như đã chậm mất một bước, hai người tận mắt thấy đoàn liệt diễm sắp đến gần thủy mạc trong nháy mắt sẽ thoát ra ngoài nhưng lúc này đột nhiên ở xa truyền lại âm thanh bén nhọn chân trước của hỏa thiềm thú vừa đưa ra khỏi lỗ hổng liền thấy hắc quang lóe lên có một cái gì đó cắt xoẹt qua yêu thú lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn chân trước đã mất đi một đoạn cơ thể hỏa thiềm thú co rút lại một cảm giác thống khổ kịch liệt truyền đến tuy nó có thần thông không nhỏ nhưng cũng không cách nào đè nén được kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên không trung rơi xuống Hai người nam lũng hầu bên ngoài thấy vậy thì vui mừng, lập tức chỉ huy bảo vật, điên cuồng công kích lên hỏa thiềm thú. Bích lục chỉ hoàn sau khi mơ hồ một trận liền huyễn hóa ra hàng trăm ảo ảnh, bay quanh hỏa thiềm thú, muốn tiến tới gần để cầm cố nó. Còn hai đạo phi qua lam sắc thì rung lên một cái, hóa thành hai con băng mãng dài khoảng 5, 6 trượt, trực tiếp công kích tới. Nhưng hỏa thiềm thú không hổ là thượng cổ kỳ thú mà thương khôn thượng nhân năm đó cũng phải kiêng kỵ. Tuy bị đứt mất một chân nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tu vi của nó cả, cơ hồ trong nháy mắt, quang thuẫn dày đặc lại xuất hiện, nghênh đón thế công. Ảo ảnh của chỉ hoàn căn bản không thể đến gần thân nó do đó chẳng làm gì được, chỉ bằng thần thông bình thường công kích lên quang thuẫn nhưng hiệu quả kém đến mức đáng thương. Còn hai con băng mãng có thuộc tính vừa vặn khắc chế hỏa thuộc tính của quang thuẫn nên mỗi một lần táp tới đều có thể phá hủy một số tiểu thuẫn nhưng số lượng của chúng dường như vô cùng vô tận nên hiệu quả cũng chẳng nhiều một lúc sau bỗng nhiên có sáu đạo quang trụ màu lam từ ngoài gia nhập vào mỗi lần công kích đều tiêu diệt được một lớp quang thuẫn âm thanh ầm ầm lập tức vang lên hỏa thiềm thú vừa định đứng dậy thì lại bị đè ép xuống mặt đất nam lũng hầu ngẩn ra thoáng liếc mắt nhìn thấy hàn lập không biết từ khi nào đã bay đến một chỗ cách đó không xa chính đang phất tay xua đi hắc khí trên một cánh tay còn sáu con khôi lỗi phía sau thì hé miệng phun ra từng đạo quang trụ to bằng cái bát tấn công về phía hỏa thiềm thú trong pháp trận ánh mắt hàn lập di chuyển Nhìn về phía đoạn chân bị đứt của hỏa thiềm thú đang ở bên ngoài thủy mạc. Tuy đã rời khỏi bản thể nhưng nó vẫn phiêu phù bên ngoài, tiếp tục tỏa ra từng tia hồng quang, giống như có linh tính vậy. Hàn lập thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thấy tình hình nguy cấp, hỏa thiềm thú định phá cấm thoát ra nên hắn chỉ có thể sử dụng âm ma chạm, chém đứt chân trước của yêu thú. Nhưng không tưởng được, yêu thú sau khi bị thương vẫn còn hung hãn như vậy. Tuy bị hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và sáu con khôi lỗi công kích nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Chẳng trách mà năm đó dưới tình huống nguyên khí đại tổn, thương khôn thượng nhân đã biết khó mà chủ động rút lui. Hàn đạo Hữu linh thuẫn hỏa thuộc tính trên thân con hỏa thiềm thú kia thực sự liên miên bất tuyệt, không thể diệt trừ hết. Chắc đạo Hữu phải sử dụng thần thông băng thuộc tính kia để khắc chế mà thôi. Nếu không cuộc chiến này không biết còn dây dưa đến khi nào nữa. Lão giả họ lỗ mắt thấy tiểu thuẫn trên thân hỏa thiềm thú sau khi bị tiêu diệt, lập tức hóa thành từng đám mây lửa nhàn nhạt thâm nhập vào cơ thể của nó, sau đó lại có thêm một đợt quang thuẫn xuất hiện nên lo lắng gọi Hàn Lập. Không cần lỗ về anh nói, Hàn Lập cũng nhìn thấy điều này. Hắn không nói năng gì, phất tay áo, hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng bay ra, sau khi liệng vòng quanh liền hợp thành một cự kiếm dài hơn một trường. Cự kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, hàn khí bức người. Cử động này khiến hai người nam lũng hầu không nhịn được ngây ngốc bọn họ tưởng hàn lập sẽ thi triển lam sắc băng diễm đáng sợ kia để đối phó với hỏa thiềm thú nhưng hắn lại phóng phi kiếm ra nên hai người có chút khó hiểu mắt thấy cự kiếm đã hình thành sắc mặt hàn lập không chút thay đổi đưa tay phất về phía nó kim quang lóe lên cự kiếm hạ xuống trước hàn lập hắn hé miệng phun ra một đạo lam diễm nhỏ nhắn bám lên trên cự kiếm kim kiếm khẽ rung lên sau đó bị bao phủ bởi một tầng lam diễm đang bốc cháy ngùn ngụt, ngụt hàn lập do dự một chút rồi chập hai tay lại đánh thêm một đạo pháp quyết để kích phát ích tà thần lôi. Lập tức âm thanh sấm nổ vang lên, trong lam sắc hỏa diễm của cự kiếm còn có nhiều tia kim sắc điện hồ lấp lóe không ngừng. Hàn Lập thấy vậy, trong ánh mắt chợt xuất hiện sự âm lệ. Hắn điểm chỉ về phía hỏa thiềm thú trong pháp trận, mở miệng hô lên một tiếng đi. Cự kiếm liền hóa thành một đạo hào quang, chạm về phía hỏa thiềm thú. Lúc này Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh sau khi tấn công không có hiệu quả thì tạm hoãn một chút. Yêu thú có dịp thở ra một hơi linh quang trên thân nó khi sáng khi tối bụng đột nhiên to lên xem ra đang muốn thi triển thần thông gì đó để phản kích nhưng lúc này cự kiếm đã bay tới đỉnh đầu của hỏa thiềm thú mang theo thanh thế bức người chém xuống hỏa thiềm thú nhìn chòng chọc trò kim kiếm trên không hai mắt màu xanh nhấp nháy mấy cái tựa hồ như cảm nhận được uy hiếp nên tuy bụng đang bành trướng nhưng không quản gì cả kêu lên một tiếng quái dị rồi phun ra một viên hỏa đạn màu đỏ rực nghinh tiếp thế công hỏa đạn này chỉ có kích cỡ bằng nắm tay nhưng bên ngoài lấp lánh hồng quang bên trong chấp động, giống như một viên hỏa châu to vậy. Sau khi hỏa đạn xuất hiện, không khí trong pháp trận bỗng nhiên trở nên nóng rực. Yêu đan, không đúng, không phải là thực, không phải, Hàn Lập vừa thấy vậy, trước tiên là cả kinh nhưng sau đó phát hiện ra nó không phải là yêu đan thật sự nên mới yên tâm. Dù sao nếu thật thì hắn ném chuột cũng sợ vỡ đồ chứ. Hàn Lập bắt pháp quyết, cự kiếm không chút trần chờ chém về phía hỏa đạn. Với mức độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, cộng thêm uy lực khi liên kết với nhau thì cho dù hỏa đạn kia có cổ quái sao chăng nữa, chỉ với một kiếm hàn lập nghĩ rằng có thể hủy diệt nó. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến hắn cả kinh, xoẹt, một âm thanh vang lên, quang hoa trên hỏa đạn đại thịnh, hồng quang, kim quang đan xen vào nhau. Cự kiếm chỉ chém được nửa đường liền bị hỏa đạn ngăn chặn lại. Trong ánh mắt của hỏa thiềm thú lóe lên một tia cười nhạo vô cùng giống con người. Sau đó nó hé miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, hỏa đạn tách ra thành hai, trong nháy mắt nổ tung một phiến hồng quang lan ra lập tức ngưng tụ thành hai quang xà màu đỏ dài khoảng một trường thân hình chúng nhoáng lên một cái rồi quấn lấy cự kiếm bao vây vào bên trong cự kiếm có chút ngừng trệ bộ dáng có vẻ bị cầm cố hàn lập lập tức ngẩn ra nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia cười lạnh hai tay hắn bắt quyết nhẹ nhàng điểm về phía cự kiếm kim quang trên thân kiếm lóe lên xuất hiện một cái điện võng vô số điện hồ phát nổ quang xà đang quấn lấy cự kiếm lập tức bị bắn ngược trở lại Nhân cơ hội này, Cự Kiếm khẽ rung lên, biến mất khỏi chỗ cữ, một lát sau đã xuất hiện bên ngoài Quang Thuẫn, thuận thế chém xuống. Lam Sắc Hỏa Diễm đột nhiên bốc cháy dữ dội, xoàng xoảng âm thanh vỡ vụn vang lên, tất cả Quang Thuẫn bị Cự Kiếm chạm chúng đều bị Lam Diễm đông kết thành băng lấp lánh, sau đó bị chém vỡ vụn. Sau khi một mạch phá hủy hết 10 lớp tiểu Thuẫn bên ngoài, Cự Kiếm đã ở phía trên bản thể của Hỏa Thiềm Thú, hung hăng chảm xuống cái đầu khổng lồ của nó hỏa thiềm thú căn bản không tưởng tượng được tình thế đột nhiên xoay chuyển. Nó vừa mới phun ra hỏa đạn, ngay cả thở cũng không kịp thì cự kiếm đã công phá hộ thuẫn rồi chém tới. Tuy linh trí của nó không cao nhưng sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hỏa thiềm thú chỉ có thể há miệng, phóng ra cái lưỡi dài đen thui, quấn lấy cự kiếm. Đồng thời dậm hai chân sau, muốn nhảy tránh, nếu là phi kiếm, phi đao phổ thông thì hành động của yêu thú là không sai dù sao cái lưới của nó cũng cứng rắn không kém pháp bảo phổ thông. Nếu dưới tình huống bình thường thì nó sẽ thành công, nhưng thanh trúc phong vân kiếm đã được thêm vào canh tinh, pháp bảo bình thường sao có thể so sánh được. Cái lưới của hỏa thiềm thú vừa tiếp xúc thì kim quang lóe lên, cự kiếm đã chảm thành hai nửa, rồi tiếp tục công kích xuống. Phốc, hỏa thiềm thú vừa mới nhảy lên khoảng một trượng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Quang thuẫn xung quanh nó lập tức hóa thành cho bụi, thành công rồi, lỗ về anh thấy vậy liền vui mừng kêu lên nam lũng hầu cũng thở phào một hơi mỉm cười hai tay bắt pháp quyết muốn triệt bỏ pháp trận hãy khoan hàn lập lạnh lùng nói một câu ngăn cản hành động của nam lũng hầu sao hàn huynh có ý tứ gì nam lũng hầu mẩn ra trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc một tay tự động đặt lên túi chữ vật bên hông lỗ vệ anh liếc nhìn hàn lập một cái thân hình khẽ động sắc mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác không có gì chỉ là hỏa thiềm thú vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn Nam Lũng Huynh không cần quá khẩn trương như vậy. Hàn Lập xem như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói. Cái gì, hỏa thiềm thú vẫn chưa chết. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh nghe thế đều cả kinh, nhanh chóng nhìn vào trong pháp trận. Lúc này bọn họ mới phát hiện thấy bộ giang có chút quỷ dị của thi thể hỏa thiềm thú. Đầu một nơi, thân một nẻo nhưng linh quang vẫn không mất đi, vẫn phiêu phù tại không chung, không có ý muốn rơi xuống. chương 818 của Tu Di Hài. Nhưng những điều đó còn chưa đáng nói, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người nam lũng hầu từ cổ trên thân thể mất đầu của hỏa thiềm thú tản ra những tia sáng màu đỏ phần đầu đang phiêu phù ở bên cạnh cũng có hiện tượng tương tự như vậy hai phiến hào quang không ngừng đan sen dần dần tiếp cận với nhau bất diệt chi thế hỏa thiềm thú này lại có thiên phú thần thông loại này ư nhìn cảnh tượng trước mặt nam lũng hầu thất thanh kêu lên thân sắc của lỗ vệ anh cũng lộ ra vẻ cả kinh bất diệt trên đời này thực sự có thứ bất diệt chân chính hay sao chỉ là sinh mệnh lực so với yêu thú phổ thông cường đại hơn một chút mà thôi. đã đọc qua rất nhiều điển tịch nên Hàn lập tự nhiên biết cái gì gọi là bất diệt chi thể. khi hắn liếc nhìn chân chuột bị chém nứt kia, thấy được sự khác thường trong lòng hoài nghi nên đã ngăn cản hành động khai mở cấm chế của Nam lũng hầu. vạn nhất hỏa thiềm thú chấp lấy cơ hội đào thoát thì công sức của mình trở thành công cốc sao? nhưng lúc này Hàn lập cười lạnh một tiếng, điểm chỉ về phía cự kiếm cự kiếm đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai đạo kim quang đồng thời chạm xuống. Một mảng lam quang chấp lóe, ầm, ầm hai tiếng thanh thúy vang lên. Đầu và thân thể của hỏa thiềm thú bị băng diễm trên thân kiếm đông kết thành tượng băng, phong bế hồng quang vào trong, tiếp theo liền bị phi kiếm công kích vỡ vụn, hóa thành từng điểm tinh quang, bay múa ngập trời. Ở chỗ thân thể bị phá hủy có một viên cầu màu đỏ rực đang phiêu phù. Đó chính là yêu đan của hỏa thiềm thú. Vừa thấy yêu đan xuất hiện, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh nhìn nhau, cả hai đều thấy được một tia động tâm trong mắt đối phương. Dù sao đấy cũng là yêu đan của cổ thú có bất diệt chi thể, nói không chừng còn có hiệu quả đặc thù gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến thần thông mà Hàn Lập thi triển cùng với danh tiếng như sấm ngang tai gần đây của hắn, hai người đành phải bỏ đi ý nghĩ dao động. Dù sao hai người cũng rất rõ ràng một điều rằng thần thông của Hàn Lập đều trên bọn họ, cho dù liên thủ với nhau, phỏng chừng khi đánh nhau, xác suất thắng lợi của mỗi bên cũng chỉ là năm, năm mà thôi vì một viên yêu đan không rõ tác dụng mà trở mặt, điều này thực không đáng. Suy cho cùng thì cơ hội trong trụy ma cốc này vẫn còn rất nhiều. Hàn Lập tuy không có lòng tham nhưng tâm tư bọn người nam lũng hầu, hắn sao lại không biết. Trong lúc đấu với hỏa thiềm thú, hai người tuy là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhưng rõ ràng đã không xuất hết toàn lực, cơ hồ đều dựa vào thần thông của hắn để tiêu diệt yêu thú. Vì thế sau khi giết chết hỏa thiềm thú, ngoài mặt Hàn Lập làm ra vẻ như thường nhưng trên thực tế, trong lòng đã sớm tăng cao cảnh giác đối với hai người kia để đề phòng bọn họ thấy lợi mờ mắt, làm ra những hành động ngu ngốc. Hiện tại thấy sắc mặt hai người thay đổi nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, Hàn Lập liền thở phào một hơi. Tuy hắn chẳng sợ gì bọn họ nhưng không động tay động chân thì vẫn tốt hơn. Hàn Lập lập tức đưa tay phất về phía thủy mạc, phù một tiếng, viên yêu đan kia bay vào trong lòng bàn tay hắn. Tiếp theo hai thanh phi kiếm tự động phân giải, hóa thành hơn 10 thanh tiểu kiếm, phi xạ bay trở về tay áo biến mất vô ảnh vô tung hàn lập cúi đầu nhìn viên yêu đan màu đỏ rực trong tay thở phào một hơi cuối cùng hắn đã đạt được một trong các mục đích của chuyến đi vào trụy ma cốc lúc này nam lũng hầu đột nhiên cười nói lần này việc diệt sát hỏa thiềm thú đã khiến hàn đạo hữu cực khổ rồi tuy nhiên hiện tại chúng ta cũng nên tiến vào xào huyệt của nó xem xét thử chắc hàn huynh cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật của bộ hài cốt kia chắc chắn là vậy Hàn Lập thu lấy yêu đan rồi thản nhiên gật đầu nói. Lỗ về anh nghe thế, sắc mặt tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó ba người liền thu thập pháp trận lại rồi trực tiếp đi về phía xảo huyệt nơi chân núi. Lần này không phải Hàn Lập không muốn âm thầm ra lệnh cho Ngân Nguyệt đột nhập vào trong động để tìm bảo vật như lần trước mà do hai người kia cũng là loại rào hoạt thành tinh, luôn luôn chú ý đến hành động của hắn, hơn nữa pháp lực của bọn họ cao hơn hắn một bậc. Nếu không có cái gì hiểm hộ mà đưa Ngân Nguyệt ra thì 89 phần là không qua mặt được. Hơn nữa bộ hài cốt kia có điều cổ quái nên Hàn Lập cũng có chỗ kiêng kỵ. Sau khi suy nghĩ hắn liền bỏ đi chủ ý này, ba người hóa thành ba đạo hào quang, trong nháy mắt đã đến trước cửa động, sau đó không chút do so dự đi vào trong. Vừa thấy hồ dung nham, hai người nam lũng hầu ngẩn ra nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Nhưng hai người chỉ nhìn thoáng qua quanh hồ một cái rồi ánh mắt rơi xuống bộ hài cốt của cổ tu sĩ đang nằm trên thạch hai Thần sắc hai người trở nên vui mừng xem ra kia chính là di hài mà thương khôn thượng nhân đề cập đến. Hai vị đạo hiếu, chúng ta cùng qua đi, nam lũng hầu thu lại nụ cười, bảo trì chấn định nói. Hàn lập cùng lão giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ba người lập tức bay qua hồ dung nham, trực tiếp đáp xuống trước thạch thai. Đứng ở chỗ cách thạch thai ba, bốn chương, hàn lập đánh giá bộ hài cốt thêm một lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ nhẫn nhịn. Nam lũng hầu và lỗ về anh lại không chút khách khí, vừa mới ổn định thân hình liền lập tức dùng thần thức tra xét để tìm kiếm vị trí cụ thể của bảo vật. Hàn lập thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ như cười như không, im lặng không nói gì. Hắn sớm đã biết kiện cổ bào kia có điều quái dị nhưng nhắc nhở để hai người kia tự cảm nhận. Quả nhiên thần thức nam lũng hầu và lỗ vệ anh vừa mới tiến tới bộ hài cốt thì quang hoa trên thanh bào đột nhiên đại thịnh, thần thức của bọn họ bị phản xạ lại. Vì cả hai chưa gặp phải trường hợp này nên không nhịn được cả kinh, kêu lên một tiếng. G thanh bào kia có chút cổ quái, trên mặt lỗ vệ anh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói. Không có gì, đó chỉ là một kiện thanh tàm bào mà thôi, loại áo này được dệt từ một loại tơ tầm cổ xưa, có thể ngăn cản thần thức tu sĩ dò xét. Hiện tại là bảo vật hi hãn trong tu tiên giới nhưng nghe nói ở thời thượng cổ thì chỉ là vật bình thường. Nam lũng hầu khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng nói. Sau đó hắn đưa tay chộp về phía trước, thanh bào rung lên, lập tức hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp thoát khỏi hài cốt, bay vào trong tay Nam Lũng Hầu. Do đó bộ hài cốt đã lộ ra một cách rõ ràng, ở trên hông của nó có buộc một cái túi da màu đen tinh xảo. Quả nhiên có túi chữ vật, lão giả họ lỗ hoan hỉ nói. Nam Lũng Hầu cũng ngưng phấn, vất thanh bào qua một bên, nhìn trong chọc túi chữ vật màu đen kia, mắt không chấp lấy một cái. Mà thần sắc hàn lập nguyên bản vẫn thản nhiên nhưng khi nghe thanh âm rơi xuống của thanh bào, vẻ mặt khẽ biến rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường hai vị đạo hữu nếu an tâm thì để bản hầu đi qua xem xét bảo vật. Không biết ý tứ hai vị ra sao, trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Nam Lũng Hầu liền cười cười với Hàn Lập và Lỗ Vệ Anh, mở miệng đề xuất. Đương nhiên là được, vậy Nam Lũng Huynh hãy đi qua xem xét đi. Hàn Lập nhìn túi ra, cười khẽ đáp ứng, tu sĩ họ lỗ chủ trừ một chút rồi cũng gật đầu. Vì thế Nam Lũng Hầu liền tiến lên trước vài bước, cẩn thận gỡ lấy túi chữ vật, sau đó dùng thần thức tra xét, trên mặt không lộ ra vẻ gì nam lũng huynh trong đó có gì vậy không bằng đổ ra để cho chúng ta xem xem lỗ về anh thấy thế không nhịn được nói nam lũng hầu nghe vậy gật gật đầu sau đó lật tay hướng miệng túi xuống dưới một mảng bạch quang bay ra sau đó có một số thứ xuất hiện trên mặt đất đây là cái quỷ gì vậy vừa thấy những thứ trước mặt lão giả họ lỗ không nhịn được cả kinh nói trên mặt đất phần lớn là những khối sát màu đỏ tỏa ra hồng quang mỗi cái nhìn đều rất nóng xem ra không phải là vật thường ngoại trừ chúng ra thì còn có vài kiện đồ vật khác cũng rất bắt mắt. Một cái hộp ngọc màu trắng, một cái kính màu tím, một tiểu kiếm màu vàng, một bộ phi châm màu xanh lục, hai cái bình màu đen. Sau khi nhìn thấy thế, Hàn Lập liền nhíu mày, thần sắc khẽ động. Mấy thứ đó ngoại trừ hộp ngọc và dược bình ra thì toàn là loại cổ bảo không tầm thường. Về phần đồ vật trong hộp ngọc và dược bình, tự nhiên càng hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập bởi vì không biết hai thứ kia do gì chế thành mà vừa rồi khi hắn không thể dùng thần thức tra xét được không rõ ta chưa từng nhìn thấy loại tài liệu này hình như là loại bán thành phẩm đã qua tế luyện hàn lập nhíu máy có chút không quá khẳng định nói nói là bán thành phẩm cũng không sai nếu ta đoán đúng thì những khối sắt kia chính là linh liệu trong truyền thuyết mà cổ tu sĩ dùng để luyện chế cổ bảo nghe nói phương pháp luyện chế có chút đặc thù phần lớn là dùng một ít tài liệu chân quý kết hợp với thiên địa chi lực tạo thành chắc cổ tu sĩ này muốn luyện chế cổ bảo hỏa thuộc tính mới mang theo số lượng nhiều như thế có chút ngoài ý liệu, Nam Lũng Hầu sau khi ngẫm nghĩ liền nói ra nguồn gốc của khối sắt kia. Linh liệu, vừa nghe thế, Hàn Lập liền nhớ đến một danh tự đã được đề cập đến trên một bản điển tịch cổ xưa, thấy giống như Nam Lũng Hầu nói. Chúng đích xác là một loại tài liệu dùng để luyện chế cổ bảo. Dường như nếu dùng nó thì uy lực của cổ bảo sẽ không tầm thường. Lỗ về anh nghe lời giải thích của Nam Lũng Hầu, sắc mặt liền lộ ra vẻ không hứng thú. Ánh mắt hắn liền di chuyển qua những loại bảo vật khác cuối cùng rơi xuống hộp ngọc và dược bình. Lúc này Nam Lũng Hầu liền khoát tay, đem túi chữ vật ném qua. Hàn Lập vô ý chụp lấy, ban đầu là ngẩn ra nhưng sau đó liền minh bạch dụng ý của đối phương. Hắn không chút khách khí gật gật đầu, nhanh chóng dùng thần thức tra xét bên trong rồi ném qua cho lỗ vệ anh. Lão giả cũng tra xét qua loa, gật gật đầu ra biểu thị không có vấn đề gì, sau đó ném túi chữ vật xuống đất. Chúng ta sẽ phân chia bảo vật này ra sau đây, chẳng lẽ một người lấy hai kiện. Lỗ về anh mở miệng, hỏi vấn đề trọng tâm nhất, sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Chương 819, thất diễm phiến, chẳng lẽ Lỗ huynh có phương pháp phân chia khác? Ánh mắt Hàn lập lóe lên vài cái, nhàn nhạt hỏi: "Nếu hộp ngọc và dược bình kia là cổ bảo thì việc mỗi một người lấy hai kiện bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại trong đó có, chúng ta không biết trong hộp ngọc và dược bình đựng gì nên phải mở ra xem xét, sau đó án theo giá trị mà phân chia." Nam Lũng Hầu đột nhiên chen vào: nói ra những lời công bằng. Lão giả họ Lỗ nghe thế thì nhíu mày, sau đó gật đầu. Lão phu cũng có ý như thế, không biết Hàn đạo hữu nghĩ sao? Tại hạ không phản đối. Vậy chúng ta hãy dựa theo đó mà thực hiện vậy. Hàn Lập không chút suy nghĩ, lập tức trả lời. Hàn đạo hữu thực sảng khoái, vậy bản hầu sẽ mở ra xem trong đó có gì. Nghe Hàn Lập nhanh chóng đáp ứng, Nam Lũng hầu rất vừa lòng. Hắn phất tay, vù một cái, hộp ngọc màu trắng đã bay tới trước mặt tiếp theo nắp hộp được mở ra. Nhưng khi bàn tay vừa mới tiếp xúc với hộp ngọc thì đột nhiên trên thân nó xuất hiện một tầng hào quang màu trắng, ngăn cản hành động của Nam Lũng Hầu. Gì, cái hộp này bị hạ cấm chế. Nam Lũng Hầu ngẩn ra nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền vận kim quang, chụp về phía hộp ngọc thêm lần nữa. Lần này kim quang đan sen với bạch quang. Sau một lúc, bạch quang rõ ràng không chống cự nổi kim quang, bị thủ trưởng của Nam Lũng Hầu chụp lấy, cường hành mở nắp ra bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, nhìn đồ vật bên trong. Đó chính là một khối ngọc giản lờ mờ phát ra màu vàng đất. Sắc mặt lỗ vệ anh lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam Lũng Hầu sau khi do dự một chút liền đưa hai ngón tay ra kẹp lấy ngọc giản rồi đưa lên đầu mình. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét qua nội dung bên trong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng cầm xem đi, Nam Lũng Hầu không chút tị hiềm, rất nhanh ném ngọc giản cho Hàn Lập thần sắc hàn lập khẽ động, tiếp lấy ngọc giản, đem thần thức thâm nhập vào trong. Trong dây lát chân mày của hắn tự nhiên nhíu lại, tiếp tục ném ngọc giản cho lão giả họ lỗ. Lỗ về anh cũng lướt qua nội dung trong đó, thất diễm phiến là loại cổ bảo gì vậy mà ta chưa từng nghe qua. Nó rất lợi hại chăng, hắn chưa kịp xem xong đã mở miệng, lẩm bẩm nói. Cái này cũng không rõ lắm, nhưng nếu đã trịnh trọng đem phương pháp luyện chế ghi vào trong ngọc giản, hơn nữa đều cần dùng đến linh liệu thì chắc cổ bảo này rất lợi hại mới đúng. Nam Lũng Hầu không quá khẳng định nói, cho dù lợi hại cũng chẳng ích gì, luyện chế nó cần linh liệu quá nhiều, tuy trong đó có phương pháp tế luyện nhưng lại cần đến 81 loại tài liệu hỏa thuộc tính và rất nhiều thứ khác, trong đó có nhiều loại đã tuyệt tích. Cái ngọc giản kia thực không có mấy tác dụng, bỏ đi thì tiếc, chỉ có thể dùng vào việc nghiên cứu luyện khí lão giả họ lỗ lắc lắc đầu, ném ngọc giản lại cho Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ đồng ý rồi thở ơ để nó vào lại trong hộp ngọc. Thất diễm phiến, chủ nhân trong ngọc giản kia thực sự ghi chép lại phương pháp luyện chế loại bảo vật kia sao đang lúc hàn lập cũng có ý nghĩ như hai người nam lũng hầu thì trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh vui mừng của ngân nguyệt hàn lập nghe vậy trong lòng khẽ động rồi hồi đáp không sai tên của nó đúng là như vậy sao người biết loại cổ bảo đó chủ nhân nếu ta không nhớ sai thì nó là một loại thông thiên linh bảo chỉ là nó đứng ở vị trí rất thấp gần như là đội sổ thanh âm ngân nguyệt có chút run rẩy không nhịn được liên thanh nói Thông thiên linh bảo, vừa nghe thế, Hàn Lập cũng cả kinh, không nén nổi giật mình. Sao, thất diễm phiến là thông thiên linh bảo, vậy ngọc giản kia chắc chắn phải lấy. Lão Phu sớm đã muốn nghiên cứu thông thiên linh bảo, hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế, thực sự quá tốt rồi. Hàn Lập chưa kịp hồi đáp thì đại diễn thần quân từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng, đột nhiên hưng phấn hét lên trong đầu Hàn Lập. Lão quái vật nhà ngươi chõ miệng vào làm gì thế? Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của đại diễn thần quân, thanh âm trở nên lạnh lùng, không khách khí nói. Ha ha, tiểu yêu hồ nhà ngươi vẫn hận lão phu về việc ngày đó sao? Lão phu vì chưa từng bao giờ thấy khí linh có linh trí nên mới đề xuất mượn ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao? Đại diễn thần quân cười to, bộ dáng bình thản nói. Ngươi, được rồi, ngân nguyệt, chuyện đó sớm đã qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng nữa. Ngược lại việc tiền bối có biết thông thiên linh bảo, thực sự khiến vãn bối có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại không phải là thời gian đàm luận, sự tình gì cũng đợi sau rồi hãng nói đi. Hàn lập cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để ở trên mặt đất rồi đến hai cái bình mà Nam Lũng Hầu đang cầm định mở ra. Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng, còn đại diễn thần quân tuy không thoải mái lắm nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão cũng phải nhờ và hàn lập, lão cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu vài câu rồi không nói gì nữa nắp dược bình vừa mới được mở thì có một luồng thanh hương phát tán ra hàn lập chỉ hít một cái đã thấy toàn thân thư thái tinh thần không nhịn được khẽ động hình như đây là một loại linh đan thượng cổ rất khó gặp không biết là tên là gì nhưng khẳng định không phải là độc dược nhất định sau khi trở về phải tra xét kỹ càng mới được nam lũng hầu đổ một viên dược hoàn màu xanh biếc ra tay lưỡng lự nói trong dược bình có mấy viên vậy ánh mắt lỗ về anh khẽ động nhìn chằm chằm viên dược hoàn kia nói chỉ có một viên mà thôi, xem ra nó là loại cổ linh đan chân quý. Nam lũng hầu ngay trước mặt hai người còn lại, dốc ngược bình lắc mấy cái, không chút nghĩ ngợi trả lời. Mau xem bình kia đi, thanh âm lỗ về anh có chút lo lắng tiếp lời. Nam lũng hầu nghe thế liền gật gật đầu, bỏ lại viên đan dược vào trong bình rồi lấy cái bình còn lại mở ra, trong đó cũng có thêm một viên giống đúc như vậy. Lần này hai người nam lũng hầu liền liếc mắt nhìn nhau. Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ, có ba kiện cổ bảo, Hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc giản ghi phương pháp luyện chế thất diễm phiến. Hai vị đạo hữu định phân phối như thế nào? Hàn Lập mỉm cười, chậm rãi hỏi, hai viên đan dược kia tuy không biết là loại gì nhưng Hàn đạo hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhập cốc này của hai chúng ta nên ta và Lỗ đạo hữu muốn một người một viên, để bồi thường Hàn đạo hữu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo, ý kiến của đạo hữu thế nào? Nam Lũng Hầu nhìn nhìn dược bình trong tay, ngẩng đầu bình tĩnh nói với Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy liền nhíu mày. Nhìn nhìn mấy kiện cổ bảo trên mặt đất, không cần tại hạ nói thì các vị cũng biết giá trị của cổ linh đan. Nói thực tại hạ nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một viên trong đó, không chừng có thể khiến cho tu vi của tại hạ đại tiến. Hàn Lập sờ sờ cằm, mỉm cười nói, vừa nghe thấy lời này, thần tình Nam Lũng Hầu và lỗ vệ anh đại biến, xuất hiện vẻ khẩn trương. Sau khi ngẫm nghĩ, Nam Lũng Hầu mới cười gượng nói: "Hàn đạo hữu còn trẻ, hà tất phải tranh giành linh đan với hai người sắp hết thọ nguyên như bọn ta?" chỉ trong thời gian ngắn mà đạo hữu đã tiến vào nguyên anh kỳ thì sau này còn đường tu tiên đại đạo chẳng phải là dễ dàng sao? Tuổi tác trẻ hay không chẳng liên quan gì đến vấn đề phân chia đan dược cả. Nếu có cơ hội trước mắt, Tại hạ tự nhiên sẽ cố gắng lợi dụng. Tại hạ có thể bỏ qua tất cả bảo vật, chỉ cần hai viên linh đan kia thôi. Nói thực hiện tại Hàn Mỗ không thiếu cổ bảo bình thường. Thân sắc Hàn Lập thản nhiên, nhàn nhạt nói: "Hàn huynh nói đùa rồi, hai người bọn ta làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này được?" Vậy đi, chỉ cần Hàn Huynh không lấy linh đan nữa thì chúng ta có thể ưu tiên cho Hàn Huynh chọn thêm một kiện cổ bảo nữa. Số còn lại chúng ta sẽ phân chia bình đẳng được không? Nam Lũng Huynh, ngươi nói đi. Lão giả họ lỗ thấy bộ dạng Hàn Lập muốn lấy linh đan cho kỳ được nên trong lòng quính lên, cắn răng đưa ra đề nghị. Nam Lũng Hầu nghe thế liền nhíu mày nhưng sau đó cười khổ nói, chỉ cần bỏ qua linh đan, tại hạ cũng đồng ý với đề nghị của lỗ huynh để cho đạo hữu chọn lấy hai kiện cổ bảo trước. Khi nói ra những lời này, trên mặt nam lũng hầu lóe lên tia không nỡ. Dù sao lần đi mộ lan thảo nguyên trước đó, cổ bảo của hắn cơ hồ đã bị bọn người quỷ linh môn hủy gần hết nên rất muốn lấy những bảo vật trước mắt. Bất quá so với linh đan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn rất rõ ràng. Thần sắc hàn lập khẽ động, lộ ra một tia do dự, tựa hồ có chút động tâm đối với kiến nghị trên. Lỗ về anh thấy thế, vội vàng chấp thời cơ khuyên nhủ. Thọ nguyên của đạo hữu còn rất nhiều, sau này sẽ có thời gian tìm linh đan, Hiện tại cổ bảo đối với đạo hữu thiết yếu hơn. Chắc chắn đạo hữu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu nữa, thêm một kiện cổ bảo nói không chừng sẽ giúp đạo hữu an toàn hơn. Lão giả vì muốn thuyết phục Hàn Lập chấp nhận nên tốn công tốn sức nói. Hàn Lập không nhịn được mỉm cười, xem ra Hàn Mỗ nếu không buông bỏ linh đan thì khó có thể phân chia được bảo vật. Được rồi, xem hai vị thành tâm như thế, tại hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàn Mỗ sẽ không lấy hai kiện cổ bảo chỉ muốn một là cái kính kia, còn lại là muốn ngọc giản và linh liệu. Tại hạ có chút hứng thú đối với luyện khí chi đạo. Hàn lập phất tay một cái, cái kính màu tím bay về phía hắn, không nhanh không chậm nói. Không vấn đề gì, y theo như lời Hàn huynh nói đi. Hai người nam lũng hầu ban đầu là ngẩn ra nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu đáp ứng. Bọn hắn tuy đối với việc Hàn Lập không lấy cổ bảo có chút nghi hoặc nhưng hiện tại vì Linh Đan, sự việc này để sau rồi suy nghĩ. Hàn Lập nghe hai người đáp ứng, Thân sắc như thường gật đầu, quang hoa lóe lên, tử sắc cổ kính đã biến mất, sau đó phất tay về phía ngọc hạp và linh liệu trên mặt đất. Một mảng thanh hào xuất hiện, cuốn lấy chúng rồi biến mất vô ảnh vô tung. chương 820, huyết chú chi môn, thấy cử động này của Hàn Lập, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh cũng không khách khí cẩn thận thu lấy dược bình. Sau đó một quang ba người tự nhiên rơi vào hai kiện cổ bảo còn lại. Hiện nay nhân số là ba nên rất khó phân chia. Ngay khi hai người nam lũng hầu đang phân vân thì Hàn Lập đột nhiên mỉm cười đề nghị. Như vậy đi, tại hạ cũng không thiếu cổ bảo. Nếu hai vị đạo hữu có đem theo đủ linh thạch thì hai vị cứ lấy bảo vật và đưa ra số lượng linh thạch với giá tương đương là được. Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn đạo hữu thực khiêm nhường, hai người bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lão phu đem linh thạch cũng đủ nhiều. Lỗ vệ anh vừa nghe thấy thế, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đáp ứng liền. Dù sao mấy loại cổ bảo, tại thu tiên giới khu vực thiên nam căn bản là thứ có tiền cũng không mua được. Bản thân nam lũng hầu thì càng thiếu thốn cổ bảo, tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ, tán thành ngay đề nghị đó. Vì thế hai người lập tức kiểm kê linh thạch mang theo, khi thấy đủ số lượng liền giao cho Hàn Lập. Kết quả song phương đều thỏa mãn, Hàn Lập sau khi thấy hai người nam lũng hầu thu lấy hai kiện cổ bảo, dường như làm ra vẻ không có gì, tùy tiện phất tay áo một cái, hút lấy thanh tàm bảo đã bị nam lũng hầu vứt qua một bên, rồi nghênh ngang thu vào túi chữ vật hai người kia thấy thế liền ngẩn ra, nhưng vừa rồi Hàn Lập đã nhường cổ bảo cho mình nên bản thân bọn họ cũng sẽ không vì sự việc còn con đó mà nói gì. Thanh tàm bảo tuy chân quý nhưng tác dụng trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho Hàn Lập xử lý đi. Ba người sau khi phân chia bảo vật xong, mỗi người liền hái lấy mấy gốc linh thảo mọc bên cạnh hồ dung nham. Linh thảo có thể sinh tồn ở nơi đây tự nhiên không phải là loại bình thường. Nó có tên gọi là kim dương chi, là loại tài liệu đỉnh dai để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Sau khi xác định không còn bảo vật gì, ba người mới tụ tập trước Thạch Thai thương lượng sự tình tiếp theo. Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến đi thì Hàn Mỗ sẽ không muốn tiếp tục ở lại nội cốc nữa mà tính theo đường cũ trở ra ngoại cốc. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi với tại hạ đi? Hàn Lập không nhanh không chậm mở miệng nói, "Hàn đạo hữu nói chơi rồi, ta và lỗ huynh khó khăn lắm mới vào được tận đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về." Còn Hàn huynh vì sao lại nóng ruột suốt cốc như thế? Nam Lũng Hầu cười hắc hắc hỏi, không có gì, chỉ là hàn mỗ đã có thu hoạch nên không muốn tiếp tục mạo hiểm. Con đường tu tiên vẫn còn rất dài, tại hạ không có hứng thú ở lại địa phương đầy nguy cơ này. Hàn lập lại tùy ý trả lời. Ha ha, nghĩ không được hàn đạo hữu lại hiểu rõ đạo giữ mình như vậy. Đáng tiếc hai người bọn ta không thể theo được, đạo hữu cứ tự mình xuất cốc. Lão giả họ lỗ cười hì hì nói. Một mình xuất cốc, như vậy thì tại hạ cũng mang theo lưỡng nghi hoàn, sau này hai vị làm sao mà ứng phó với bắc cực nguyên quang trên mặt hàn lập lộ ra một tia cổ quái từ từ hỏi về điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo luận qua xin hàn huynh cứ yên tâm thương khôn thượng nhân trước đây đã tìm được một cái truyền thống trận có thể di chuyển ra ngoại cốc nhưng từ đây đến đó phải đi thêm một đoạn nữa không nhanh như việc trở về theo đường cũ nếu không bản hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi nam lũng hầu ra vẻ như đã lường trước nhanh chóng hồi đáp hàn lập không nhịn được ngẩn ra nhưng thần sắc lập tức trở lại như thường gật gật đầu Nguyên lai like là thế, vậy hàn mỗ xin cáo từ hai vị, hy vọng hai vị sẽ có thu hoạch lớn, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đạo hiếu. Xin thứ lỗ mỗ không thể đưa tiễn đạo hiếu, nam lũng hầu và lỗ về anh thấy hàn lập đích thực muốn cáo từ thì vui mừng nói. Hàn lập cười cười, như có như không nhìn về phía bộ hài cốt kia. Sau đó người liền hóa thành một đạo hào quang, bay ra khỏi động, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả nguyên bản đang cười, khi thấy độn quang của hàn lập rời khỏi, vẻ cười trên mặt đột nhiên tiêu biến còn nam lũng hầu thì vỗ vào túi linh thú bên hông mấy con chim nhỏ màu vàng kim xuất hiện đó chính là linh cầm thiên lý ly mà hắn thuần dưỡng hắn phất tay áo về phía cửa ra của động khẩu mấy con chim này liền hóa thành những đạo hào quang bay vút đi không thấy hình dáng sau đó nam lũng hầu nhắm mắt dường như đang cảm ứng gì đó lỗ về anh thấy thế chân mày hơi nhướn lên bình tĩnh đợi ở một bên im lặng không nói gì không biết qua bao lâu hai mắt của nam lũng hầu mới khẽ động rồi mở ra hắn đích xác đã đi rồi chí ít cũng không lưu lại phụ cận thiên lý ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chục dặm nhưng không thấy tung tích đâu cả nam lũng hầu chấn định nói ngươi cũng không phải đã từng nói qua thần thức người này cực kỳ mạnh mẽ sao có thể nào hắn dùng phép ẩn nặc để qua mắt không lão giả họ lỗ nhíu mày nêu ra nghi vấn yên tâm nếu hắn thực sự ẩn thân gần đây thì không cách nào giấu giếm được bản hầu về phần nguyên nhân bên trong thứ cho bản hầu không thể nói rõ với lỗ huynh được. Nam lũng hầu sờ sờ cầm, lộ ra một tia quỷ dị nói. Thấy nam lũng hầu chắc chắn như thế, lỗ vệ anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra mấy đạo pháp quyết xung quanh. Một tầng cách âm nhỏ xuất hiện, bao lấy hai người vào trong. Nam lũng hầu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút cũng không sai, nội tình của vị hàn đạo hữu kia, chúng ta thực không có cách nào nhìn thấu được rõ ràng tu vi không cao nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thâm mạc chắc. Vừa rồi hắn liếc bộ hài cốt, không biết có nhìn ra được chỗ sơ hở gì không. Sau khi bố trí xong tầng cách âm, lỗ vệ anh mới yên tâm nói, khi đến câu cuối cùng thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Lỗ huynh, người cũng quá đa tâm rồi, tên tiểu tử Hàn Lập kia tuy thần thông không nhỏ nhưng làm sao biết được bí mật của bộ hài cốt. Đó chẳng qua chỉ là cử chỉ vô tình mà thôi, dù sao hình dạng bộ hài cốt cũng có chút không bình thường nam lũng hầu lắc lắc đầu nói mặc kệ hắn có nhìn ra được chỗ sơ hở hay không nhưng việc hắn rời xa là thật có thể hắn thấy thần thông bản thân đủ để một mình tầm bảo lão giả sau khi suy nghĩ liền đăm chiêu nói được rồi chỉ cần tiểu tử đó không cản trở chúng ta thì quản gì việc hắn xuất cốc hay ở lại trong cốc chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác là được hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta nhanh chóng hành động đi dựa theo di thư của thương khôn thượng nhân thì bộ hài cốt cổ tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải huyết chú chi môn cánh cửa này nếu đã dùng loại cấm chế lợi hại như thế để phong bế thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường ở thời kỳ thượng cổ huyết chú chi môn đều dùng để bảo vệ địa phương có trọng bảo bộ di hài kia biến thành trong suốt như vậy chính là do thi triển nó năm đó thương khôn thượng nhân gian nan thối lui vừa lúc tiện nghi cho chúng ta ngày nay nam lũng hầu than thở nói không sai so với trọng bảo phía sau huyết chú chi môn thì những thứ mà chúng ta vừa mới lấy được chắc không đáng nhắc đến được rồi xuất phát thôi tuy huyết chú chi môn cách không xa nhưng tốt nhất là chúng ta nên đến sớm để lấy bảo vật lão giả họ lỗ trầm ngâm nói lỗ huynh nói có lý bản hầu cũng rất tò mò đối với thứ nằm sau cánh cửa kia nếu không phải thương khôn thượng nhân năm đó tình cờ phát hiện bộ hài cốt thì chúng ta cũng không có cách nào biết được Vị hạ huyết chú này năm đó thi triển huyết chú xong cũng không rời đi xa mà ở đây tỏa hóa, khiến người ta cảm thấy có chút cổ quái. Xem ra năm đó hắn có cố sự, lão phu chẳng chút hứng thú cố sự cố sạch gì cả. Nam lũng huynh, đi đi, sau đó không lâu, từ sơn động dưới chân núi bay ra hai đạo độn quang, vụt qua ngọn núi rồi tiến đến một địa phương không rõ nào đó. Hiện tại Hàn Lập đã không ở phụ cận nữa, hắn trở về theo con đường cũ, bây giờ cách xa hơn trăm dặm. Lúc này Ngân Nguyệt đang hỏi Han, Chủ nhân, người thực sự ly khai sao? Hai tên kia rõ ràng đã giấu giếm điều gì đó. Bộ hài cốt dường như có vấn đề. Thanh âm Ngân Nguyệt mang vẻ khó hiểu truyền tới trong đầu Hàn Lập. Điều đó ta đương nhiên biết. Hơn phân nửa là có quan hệ với bảo vật khác. Tuy ta động tâm nhưng hiện tại mục đích trọng yếu hơn chính là linh trúc quả. Trừ thứ này ra thì có bảo vật gì trong cốc hữu dụng hơn đối với ta? Ta đã rất lại phía sau đám người quỷ linh môn quá lâu nên mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì, ta cũng không muốn nhúng tay hàn lập một bên phi hành một bên nhàn nhạt, nhạt nói nguyên lai là thế so với linh trúc quả thì những bảo vật khác ở trong cốc đích xác không có giá trị bằng còn việc lấy thanh tàm bào kia cuối cùng là có dụng ý gì tiểu tỳ không cho rằng chủ nhân nảy lòng tham đối với nó ngân nguyệt tò mò hỏi về vấn đề khác ha ha việc này chỉ trách hai lão gia hỏa kia có mắt không chồng mà thôi hàn lập nghe xong nhếch miệng cười chào phúng chủ nhân lời này nghĩa là sao ngân nguyệt nghi hoặc hỏi lại Hàn Lập không lập tức hồi đáp mà đột nhiên vỗ vào túi chữ vật bên hông. Linh quang màu xanh lóe lên, kiện bảo vật kia đã xuất hiện trong tay Hàn Lập. Xoẹt, một tiếng, hai tay Hàn Lập như dao, nhẹ nhàng xé một góc của thanh tàm bảo ra. Di, Ngân Nguyệt trở nên ngạc nhiên, bởi vì Hàn Lập đã lấy một thứ gì đó không giống vải, chẳng giống lụa từ trong kẽ hở kia ra. Trên đó dùng bút bằng than vẽ một sơ đồ đơn giản. Hàn Lập thu lại thanh bảo đã hư hại, nhíu mắt quan sát đồ vật này. Đây là một khối địa đồ, hình như vẽ truyện ma cốc. Trong lúc Hàn Lập chăm chú nhìn, Ngân Nguyệt cũng thấy rõ rõ ràng ràng, không nhịn được kêu lên. Hàn Lập không nói gì, tập trung chú ý đến một cái tiêu ký thô to rất bắt mắt, hai mắt nhíu lại. mươi 821, Thủy Đàm cùng huyết chú Chi Môn. Không cần Ngân Nguyệt nhắc nhở, Hàn Lập cũng đã nhìn lướt qua bản đồ, quả thực địa hình miêu tả trong này giống địa hình trong truyện ma cốc như đúc. Bản đồ vẽ rất chi tiết, lại còn ký hiệu những chỗ quan trọng nên vô cùng dễ hiểu và rõ ràng chẳng những trong này có vẽ dấu hiệu cũng như vị trí trong nội cốc mà ngay cả những khu vực phụ cận gần đấy cũng được chú thích rất rành mạch hàn lập tính toán một chút về các ký hiệu trong bản đồ với vị trí hiện tại của mình thì thấy khoảng cách từ chỗ đứng tới đó còn rất xa hơn nữa trên đường đi còn không biết gặp những nguy hiểm gì hàn lập trầm ngâm một chút rồi thu các thứ lại nhanh chóng đứng dậy biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản đồ này khẳng định có ẩn chứa bí mật trọng đại nhưng trong này không hề nhắc tới chuyện về linh trúc quả hàn lập cũng không có ý định tự mua việc vào người về sau có tìm hay không thì phải chờ có được linh trúc quả rồi hậu xét ngân nguyệt tựa hồ đoán được suy nghĩ của hàn lập nên chưa hề mở miệng nói gì hàn lập khẽ lộn tay lấy ra một ngọc hạp thuận tay nhét vào ốc trúc sau lưng nhạt giọng nói với đại diễn thần quân tài liệu luyện chế thất diễm phiến không ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt hoặc là căn bản khó có thể tìm được nhưng với kỳ tái ngút trời như tiền bối không chừng còn có thể tìm được vật thay thế nếu thật sự tại tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra Thông Linh Chi Bảo thì vãn bối quả thực vô cùng bội phục tiền bối. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng lão phu ngu ngốc, mặc dù ta rất có hứng thú với Thông Linh Chi Bảo nhưng vì sao ta lại phải nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi? Chẳng lẽ chỉ để nghe ngươi nói một câu bội phục? Đại diễn thần quân trầm mặc một lát, rồi cười nhạt trả lời. Thông Thiên Linh Bảo đâu phải dễ luyện chế ra, cho dù Hàn Mỗ nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm ra được phương pháp phòng chế còn tiền bối kỳ tài ngút trời nhưng hàn mỗ cũng không dám tin tưởng. Chẳng qua, nếu tiền bối thực sự có thể làm được thì tại hạ có thể đáp ứng một điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào? Hàn lập sắc mặt không đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện. Nghe được lời ấy của Hàn lập, đại diễn thần quân yên lặng một chút, sau đó hử lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Thông thiên linh bảo, năm ấy lão tu từ chỗ cổ tu di chỉ tìm được một ít tư liệu, mới biết được sự tồn tại của bảo vật nghịch thiên này ngay cả cổ tu sĩ ngày đó cũng vô cùng kính sợ loại bảo vật này. Lão Phu sau nhiều năm nghiên cứu, cũng có lưu ý đến loại bảo vật này, chỉ đáng tiếc tin tức liên quan đến thông thiên linh bảo thực sự quá ít, không hề có thu hoạch gì. Đến hôm nay Lão Phu biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí chỉ còn 10 năm nữa là hồn phi phách tán. Lão Phu cũng không muốn ra đi trong tiếc nuối, cho nên dù biết ngươi sử dụng phương pháp kích tướng nhưng Lão Phu cũng chấp nhận huống hồ chỉ là tìm một ít tài liệu thay thế cũng không phải là nghiên cứu ra phương pháp mới để luyện chế lại thông thiên linh bảo chuyện này cũng không có gì đến lúc đó chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta là được rồi được cứ quyết định như thế hàn lập tươi cười bình tĩnh nói có một kỳ nhân như đại diễn thần quân ở đây hàn lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài trong tay hắn mặc dù đã có thông thiên linh bảo hư thiên đình nhưng vẫn còn không biết cách mở ra huống chi loại bảo vật nghịch thiên như thông thiên linh bảo này thì có càng nhiều càng tốt. Phía dưới, âm thanh của đại diễn thần quân cũng không thấy tiếp tục vang lên. Phòng trừng lão ta đã mở ngọc hạp ra, đang nghiên cứu phương pháp luyện chế. Linh quang quanh thân hàn lập tăng mạnh lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước. Tại sao huyệt của tử vân hạt trên đỉnh núi, nam lũng hầu đang cùng lão giả họ lỗ đi vào một thông đạo thông xuống dưới đất, nơi này u ám vô cùng, khắp nơi ẩm ướt, mắt chỉ nhìn được phạm vi mấy trượng. Nam Lũng Huynh, ta không nghĩ ra tại sao tại nơi dung nham nóng chảy lại có một nơi âm u như thế này. Đối với sự tình của huyết chú Chi Môn, đến hôm nay ta cũng đã tin tưởng bảy tám phần lỗ về anh đi theo sau Nam Lũng Hầu, chậm rãi nói. Hóa ra lỗ huynh vẫn bán tín bán nghi, đạo hữu cũng biết, sự tình có quan hệ đến huyết chú chi môn chính là lúc trước bổn hầu cùng tên tặc tử họ vân cùng tìm thấy di thư của thương khôn thượng nhân nhưng cũng không nói tới chuyện này. Nếu không đám người quỷ linh môn quyết sẽ không bỏ qua nơi đây. Huyết chú chi môn chính là bí sự chỉ được truyền miêng của bổn hầu nam lũng hầu khẽ cười rồi trả lời. Chẳng qua, nếu không phải để mở ra huyết chú chi môn cần đến sự góp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh thì chưa chắc nam lũng huynh đã nhớ tới lỗ mỗ. Lão giả họ lỗ khẽ đảo mắt, đột nhiên cười nói. Lỗ huynh quả biết nói đùa, ta cùng đạo hữu tương giao nhiều năm như vậy. Có được chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải nhớ tới lỗ huynh, nếu không sao ta phải gạt tiểu tử họ hàn kia ra nam lũng hầu ha ha cười to, hàm hồ giải thích vậy thì đúng là ý tốt của nam lũng huynh rồi lão giả họ lỗ thoáng dò xét một chút rồi lập tức không hề để ý tới việc này nữa dưới tình huống chỉ có hai người tầm bảo thế này chỉ cần khẽ để tỉnh đối phương một chút là được rồi để cho nam lũng hầu biết hắn cũng có đề phòng nhất định qua sông trên cùng một cây cầu hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này sẽ quay đầu đối địch với đối phương đại chiến một trận nam lũng hầu tất nhiên cũng biết dụng ý của lão giả họ lỗ vẻ mặt bên ngoài thần sắc bình thường nhưng trong lòng lại khẽ cười nhạt hai người cùng lâm vào trầm mặc đi thêm một đoạn nữa, cả hai cùng nhìn thấy có ánh sáng le lói phía trước. Cả hai trở lên vui mừng, cước bộ tăng nhanh, cùng đi vào trong một động thạch nhũ. Động này rộng khoảng 30 trượng, trên đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, bốn vách động bạch quang lập lè. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm của động, nơi này có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng 10 trượng. Bên trong thủy đàm ngoài trừ đàm thủy màu xanh biết ra thì không thấy thứ gì khác thường huyết chú chim môn ở nơi đây ư, lão giả họ lỗ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cấm chế tồn tại. Rốt cục lên tiếng hỏi, nhìn lúc nãy còn luôn miệng nói đã tin tưởng đến bảy tám phần, vậy mà bây giờ lão giả lại nghi ngờ. Nam lũng hầu liếc nhìn lão một cái, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Chính là nơi này, tuyệt đối không sai nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú chi môn tất nhiên sẽ bị thương khôn thượng nhân trước đi rời khỏi dùng cấm chế che lại nam lũng hầu không chút hoang mang trả lời câu hỏi của lão giả hắn di chuyển ánh mắt tới thủy đàm ở giữa động lão giả họ lỗ giật mình dường như chợt hiểu ra ánh mắt cũng nhìn về phía thủy đàm lúc này nam lũng hầu khẽ vung tay áo một tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra sau đó phốc một tiếng tiểu kỳ lao thẳng vào trong thủy đàm nam lũng hầu bắt đầu bắt quyết trong miệng niệm chú ngữ Mặt thủy đàm vốn yên bình bỗng nhiên mặt nước trở lên nhộn nhạo, nước trong đàm chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một vũng xoáy thật lớn. Tại trung tâm của vũng xoáy dường như có tiếng ông minh truyền lên. Phân thủy kỳ, không ngờ rằng Nam Lũng Huynh còn có bảo vật hiếm có như vậy lão giả họ lỗ nhìn thấy vật này thì có chút ngạc nhiên. Không có gì, lá cờ này ngoài công dụng rẽ nước thì cũng không có công dụng gì khác Nam Lũng Hầu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dương lên rồi đánh ra hai đạo pháp quyết vào trong vũng xoáy. Đàm thủy dựng lên cao mấy trượng rồi đột nhiên tách ra, mở ra một thông đạo trước mắt mọi người. Nam lũng hầu không nhiều lời, cả người hóa thành một đạo kim quang bay thẳng xuống. Lỗ về anh hơi do dự một chút rồi cũng hóa thành một đạo thanh hồng bám sát sau. Một lát sau, lão giả họ lỗ sắc mặt trở lên trắng bệch. Thủy đàm này rất sâu, mà không phải nói là rất rất sâu mới đủ để hình dung. Lão ước chừng đã phi hành xuống được hai ba trăm trượng nhưng vẫn còn chưa thấy đáy, từ mặt thủy đàm nhìn xuống thì chỉ thấy bên dưới có một quang điểm nhỏ. Trong độn quang lão giả cũng cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Cũng may là phi hành hơn trăm trượng nữa thì rốt cục cũng nhìn thấy đạo độn quang của nam lũng hầu chợt lóe lên rồi chậm rãi hạ xuống. Rốt cục cũng đã đến dưới đáy thủy đàm, sự lo lắng không tên trong lòng lão giả cũng vì thế mà vơi bớt, lão cùng thu lại độn quang, nhẹ nhàng đáp xuống. Đáy đàm chỉ khoảng hơn chục trượng, có hình tròn, tựa hồ nơi đây so với phía trên mặt đàm còn lớn hơn một chút. Dưới mặt đất ướt xuống lộ ra một tảng đá bóng loáng dị thường. Ở giữa tảng đá có cắm ngọn phân thủy kỳ kia, một nửa cán cờ đã cắm ngập xuống đất nhưng trên mặt lại tỏa ra vô số tinh quang. Bốn phía đều có thủy mạc cao lớn dị thường, nối thẳng lên trên mặt đàm. Huyết chú chi môn chính là ở đây, đúng là vô cùng bí ẩn. Nếu là người thường thì không thể xuống tới đáy nước sâu tới 300 trượng chẳng qua tại sao lúc đầu thương khôn thượng nhân lại biết chỗ này quả là có chút kỳ quái lão giả họ lỗ cẩn thận đánh giá một lượt rồi nhướng mày nói điều này đại khái là do thương khôn thượng nhân có thần thức hơn người nên đã trực tiếp dùng thần thức thâm nhập xuống đáy đàm nam lũng hầu không khỏi sửng sốt tuy miệng giải thích nhưng cũng không dám khẳng định hoàn toàn chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc này nên trong lòng cũng có chút hoài nghi có thể như vậy sao lão giả họ lỗ vân vê cầm, ánh mắt khẽ chớp vài cái Nam lũng hầu trầm ngâm một lát, rồi lắc mạnh đầu. Hắn đem mối nghi ngờ này vứt ra khỏi đầu, rồi đột nhiên vỗ lên túi chữ vật bên hông. Một đạo bạch quang từ trong miệng túi bay ra đây chính là miệng ngọc bội màu trắng mà lúc trước khi vào trong cốc đã dùng qua. Ngọc bội bị tế xuất lên giữa không trung, rồi không ngừng quay tròn. Hai tay nam lũng hầu nhanh chóng bắt quyết, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau không ngừng được đánh lên trên ngọc bội. Trong nháy mắt, tất cả đều được ngọc bội hấp thu sạch sẽ. Tiếp theo bạch quang trói mắt hiện ra, ngọc bội bỗng bay đến trước một chỗ thủy mặc rồi đứng yên, đồng thời phát ra từng tiếng phượng minh rõ ràng. Nam lũng hầu không nói một lời, liền khoát tay dùng sức điểm một cái lên ngọc bội. Ngọc bội khẽ run lên, một mảng lớn bạch hà được phun ra rồi bay về phía trước. Một màn quỷ dị ngay lập tức xuất hiện, bạch sắc quang hà đi đến đâu thì màn nước ở chỗ đó như một bức rèm bị vén lên sang một bên. Ở phía sau nó xuất hiện một thạch môn hình vòng ước trừng cao khoảng 3 trượng, trên mặt lóe ra huyết sắc hồng quang. Hơn phần nửa diện tích trên mặt ngoài thạch môn có điêu khắc một cái đầu quỷ một sừng trông rất dữ tợn, sống động. Đây là huyết chú chi môn, lỗ về anh khẽ nheo mắt, thì thào nói. Không biết vì sao khi nhìn thấy cánh cửa này thì hắn có chút hoảng sợ, trong lòng cảm thấy bất an. chương 822, Linh Miểu Viên. Không sai, đây đúng là cửa vào Nam Lũng Hầu nhìn phiến thạch môn không lớn này, mặt lộ vẻ suy tư rồi cuối cùng thở vào một hơi nói trên cánh cửa huyết khí cùng ma khí rất nồng nặc sẽ không có vấn đề gì chứ lỗ về anh sau khi nhìn một lát thì có chút lo lắng hỏi cửa vào này là do thượng cổ tu sĩ dùng tinh huyết toàn thân để phong ấn nên tự nhiên là khác với cấm chế bình thường đây là chuyện rất bình thường sao vậy lỗ huynh bây giờ lại muốn rút lui ư nam lũng hầu xoay chuyển ánh mắt thản nhiên nói thối lui ư đã đi đến tận đây lỗ mỗ sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này bất quá để ngừa vạn nhất thì cũng nên cẩn thận một chút lão giả lắc đầu ngưng trọng nói lỗ huynh nói như thế cũng không phải là không có đạo lý cánh cửa này quả thực là làm cho người ta có cảm giác không thoải mái như vậy đi chúng ta trước tiên bố trí ngoài cửa mấy tầng cấm chế như vậy vạn nhất có gì không ổn thì đường lui cũng không lo nam lũng hầu ngẫm lại thần sắc hòa hoãn nói tốt như thế là tốt nhất theo lời đạo hữu nói đi lỗ về anh không chút do dự gật đầu vui vẻ đồng ý sau đó nam lũng hầu cùng lão giả từ trên người lấy ra mấy bộ bầy trận khí cụ bắt đầu tại đáy thủy đàm thiết trí pháp trận. Nhưng ngay lúc Nam Lũng Hầu hai người đang chuẩn bị giải huyết cấm trên cánh cửa thì ở một chỗ khác trong nội cốc, trong lòng một tòa hắc sơn thạch có mấy người đang từ từ hướng đỉnh núi đi tới. Cầm đầu chính là một trung niên tu sĩ sắc mặt âm lệ, bên cạnh là một vị thanh sam lão giả. Đúng là hai người quỷ linh môn môn chủ cùng ngụy vô nhai. Vương Thiên Cổ thì đi sau hai người khoảng một trường, phía sau bọn họ còn có bốn gã đệ tử kết đan kỳ của quỷ linh môn đi theo cái địa phương quỷ quái này thật đúng là tà môn trong phương viên rộng hơn trăm dặm đều có cấm không cấm chế ngay cả cách mặt đất mấy trượng cũng không phi hành được vương thiên cổ nhìn đám mây màu huyết hồng trên đỉnh đầu không xa đột nhiên thì thào mà nói nhỏ một tiếng càng như thế này càng chứng minh chúng ta tìm đúng nơi nếu ta là thượng cổ tu sĩ cũng sẽ đem chỗ khẩn yếu thiết lập tại nơi đây lại có cấm chế bực này tồn tại thì cũng không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý dấn thân vào nơi này quỷ linh môn thủ lĩnh thần sắc không thay đổi bình tĩnh trả lời phí nhiều tâm tư như vậy hy vọng là chúng ta lần này không có tìm lầm địa điểm. Dọc theo đường đi chúng ta đã mất ba tên đệ tử. Vương Thiên Cổ lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Quỷ Linh môn thủ lĩnh nghe lời này thì chỉ cười hắc hắc không nói gì. Nhưng lúc này Ngụy Vô Nhai nhìn sang đỉnh núi mặt không chút thay đổi mà nói. Sau khi chúng ta tiến vào trong nội cốc cũng đã đi được ba ngày hai đêm, hẳn là đã đến nơi rồi. Sẽ không nói là còn phải đi tiếp mấy ngày nữa chứ. Ngụy Đạo Hữu yên tâm, Vượt qua ngọn núi này là tới ngay địa phương kia, không cần quá nóng lòng, việc này nếu thành công, Quỷ Linh môn chúng ta tất nhiên trở thành ma đạo đệ nhất đại tông phái. Việc Ngụy đạo hữu đột phá hóa thần kỳ cũng là chuyện trong tầm tay Quỷ Linh môn môn chủ đối với Ngụy Vô Nhai thái độ không dám chậm trễ, thần sắc hòa hoãn nói. Hừ, nói thật, ta đối với linh miểu viên trong truyền thuyết cũng không tin lắm. Hơn phần nửa chuyện này là do thượng cổ tu sĩ truyền ra lời đồn mà thôi. Nếu thật sự có một nơi mà không gian linh giới cùng nhân giới chúng ta giao nhau, thì sớm đã bị tu sĩ khác tìm được, liệu còn có thể bảo trì đến nay." Ngụy Vô Nhai trầm mặc một lát rồi có chút châm chọc nói ra một câu như vậy. "Ngụy huynh nếu không tin thì lúc đầu vì sao vẫn đáp ứng yêu cầu của bổn môn quỷ linh môn môn chủ vẫn không lộ ra gì sắc, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi lại một câu." Vương Đạo Hữu trịnh trọng như thế cũng là chuyện lạ cơ hồ đã đem đến đây hơn một nửa tinh nhuệ của tông môn nên tự nhiên đối với chuyện trụy ma cốc thật có phần nhất định nắm chắc mới đúng. Nói vậy nên thứ đạo hữu muốn tìm, cho dù không phải là linh miểu viên thì cũng có thể là một chỗ bí mật của thượng cổ tu sĩ. Lão Phu nếu biết việc này thì tự nhiên cũng muốn tham gia. Các người mượn danh tiếng Lão Phu để chấn trụ tu sĩ vào cốc khác thì Lão Phu cũng muốn được phân chia một ít bảo vật. Hẳn là không quá đáng chứ, Ngụy Vô Nhai không hề nghĩ ngợi, không khách khí nói. Ha ha, ngụy huynh thật là người thần thắn bất quá ngụy đạo hữu có một việc không rõ bổn tông đã tốn hao đại tâm huyết như thế đúng là vì linh miểu viên này linh miểu viên này cũng không chuyện gì giả dối mà là chuyện xác thực có ở nơi đây cả chuyện ma cốc này kỳ thật là do thượng cổ tu sĩ chuyên môn trông coi linh miểu viên mà tu kiến thành chúng ta chỉ cần bay qua ngọn núi này đi tiếp theo mấy canh giờ nữa là có thể tận mắt nhìn thấy đến lúc đó liệu có mở ra được không gian này không thì còn phải dựa vào ngụy đạo hữu xuất lực quỷ linh môn môn chủ cười to một trận trên mặt lộ ra một tia cuồng ý nói ngụy vô nhai nghe vậy có chút ngoài ý muốn trên mặt lộ ra một tia rung động nghe ý tứ của vương môn chủ thì tựa hồ trong tay đã nắm được chứng cớ về sự tồn tại của linh miểu viên không sai bổn tông xác thực có bảy tám phần nắm chắc có thể xác nhận sự tồn tại linh miểu viên về phần chứng cớ gì thì chờ tới lúc đó ngụy đạo hữu tự nhiên sẽ biết hắc bào trung niên nhân sau khi nói xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Người này thật đúng là kiêu hùng bổn sắc, tự thân chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng đối mặt với ngụy vô nhai là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lại không hề tỏ vẻ bất an. Ngụy vô nhai gật đầu, trên mặt thần sắc hồi phục như lúc ban đầu nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Cho dù trước mắt quỷ linh môn chi chủ hoa ngôn xảo ngữ thế nào nhưng khi chưa chính mắt nhìn thấy tung tích linh miểu viên thì hắn tuyệt không tin tưởng nửa phần. Đương nhiên, trong bụng nghĩ như vậy nhưng ngụy vô nhai cũng không nói thẳng ra mà chỉ lạnh nhạt cười rồi chuyển đề tài đột nhiên đề cập đến một việc khác trung trưởng lão của quý môn sau khi vừa vào cốc đã cùng ta chia nhau hành sự hôm nay đã qua thời gian dài như vậy mà cũng không thấy đâu vương môn chủ có thể cho biết trung đạo Hữu đang ở nơi nào không trung quy sẽ không giống tu sĩ khác quý môn chắc sẽ không để một vị nguyên anh trưởng lão đi dạo tại trụy ma cốc chứ ngụy huynh quả biết nói đùa không dối gạt đạo hiếu trung trưởng lão kỳ thật đi tới một chỗ bí mật khác trong nội cốc tìm kiếm một bảo vật. Đương nhiên bảo vật này mặc dù chân hy nhưng khẳng định không cách nào có thể so với linh miểu viên quỷ linh môn môn chủ tựa hồ không thèm để ý đến chuyện này, hời hợt trả lời. Nghe đối phương thản nhiên mà thừa nhận như thế ngụy vô nhai cười khan hai tiếng, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đoàn người một lần nữa yên lặng, rồi tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đến. Tại một khu loạn thạch, sáu bảy tên đệ tử quỷ linh môn đang chia nhau ra các nơi, không ngừng tìm kiếm cái gì trong đống loạn thạch. Mà quỷ linh môn trưởng lão họ chung thì đang phiêu phù không nhúc nhích ở trên đống loạn thạch này. Mặc dù thần thức hắn có thể dễ dàng bao phủ hơn 10 dặm nơi hoang dã này nhưng nếu muốn tìm ra một số dấu hiệu đặc biệt thì lực bất tòng tâm. Cho nên lão giả này mặc dù trong lòng cảm thấy sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể sai môn hạ đệ tử như tìm kim đáy bể chậm rãi tìm tòi. Tại cổ cốc của đại hạp cốc nơi tiến vào nội cốc, đám mây ngũ sắc trong hạp cốc đột nhiên truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm, tiếp theo ánh hà quang đại phóng, một trận thiểm điện cùng tiếng sấm đột nhiên từ trong nội cốc lao tới một đám tu sĩ. Đám tu sĩ này cầm đầu là một lão đạo cùng một vị lục bào lão giả, hai người này mặc dù chưa bị bất cứ tổn thương gì nhưng hình tượng có chút mà chật vật, đầu tóc đầy bụi bặm. Đúng là thiên tinh chân nhân cùng ngự linh tông đại trưởng lão đông môn đồ. Phía sau hai người bọn họ là năm tên lục bào tu sĩ đồng dạng quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nếm không ít khổ sở. Nhưng hai con ác quỷ khôi lỗi nọ vẫn nguyên dạng, không có bất cứ biến hóa gì. Cuối cùng đã phá tan cấm chế tiến vào trong cốc, không ngờ rằng hai con khôi lỗi của Thiên Tinh Đạo hữu lại lợi hại như thế, cơ hồ có thể so sánh với nguyên anh tu sĩ sơ kỳ đỉnh dai. Thật sự làm kẻ khác hâm mộ, đông môn đồ sau khi ra khỏi cốc khẩu hơn 10 trượng thì mới dừng độn quang, quay đầu lại nhìn hạp cốc phía sau một chút, rồi lại liếc mắt nhìn hai con ác quỷ khôi lỗi diện mục giữ tợn nọ một cái. Mắt lộ ra tia dị sắc mà nói, khôi lỗi cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi cho dù lợi hại cũng làm sao có thể so sánh với mấy vị dưới tay của đông môn huynh bọn họ năm người đều tu hành một loại trong ngũ hành công pháp nếu liên thủ thì sợ rằng ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ được một thời gian thiên tinh chân nhân hiển nhiên đối với đông môn đồ cảnh giác không nhỏ vừa ra sơn cốc đã cố ý lùi lại sau một ít như có như không tạo khoảng cách với hắn mà hai con cơ quan khôi lỗi lúc này đều tự chợt lóe lên đứng ở phía sau chứng kiến màn này đông môn đồ sắc mặt trầm xuống nhưng lập tức thở dài cười rộ lên thiên tinh đạo hữu thật đúng là đối với tại hạ cẩn thận quá mức tại hạ nguyên tưởng rằng trải qua hai ngày hiệp lực phá trận này thì đạo hữu hẳn là đối với tại hạ không còn thành kiến gì mới đúng đạo hữu nên xem xét việc tiếp tục liên thủ một chút hai người chúng ta hợp lực tầm bảo mà nói hơn xa việc đơn đả độc đấu đông môn huynh nói những lời này làm gì bần đạo đối với đạo hữu không có thành kiến gì chỉ là bần đạo hay thích độc lai like độc vãng. chuyện liên thủ hay không không nên đề cập đến Bây giờ hai người chúng ta nếu đã tiến vào trong nội cốc. Bần đạo cũng nên cáo từ thôi thiên tinh chân nhân nói vài câu từ chối. Sau khi thi lễ, ánh mắt cẩn thận nhìn đối phương chầm chầm nhưng cũng không có đi ngay. Đông môn đồ thấy vậy, mày mặt nhăn nhó rồi lập tức mỉm cười. Nếu thiên tinh đạo hữu thực sự không muốn liên thủ cùng tại hạ thì lão phu tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, hai người chúng ta chia tay ở đây. Hy vọng đạo huynh sẽ có thu hoạch lớn hắn thần sắc như thường khẽ cười nói hắc hắc bần đạo đa tạ lời chúc của đông môn huynh thiên tinh chân nhân vừa nghe lời ấy nét mặt thời buông lỏng thần sắc bình thản mà nói sau đó lão đạo mang theo hai con khôi lỗi sau khi phân biệt phương hướng thì không nhanh không chậm rời đi nhìn thiên tinh chân nhân dần dần đi xa lục bào lão giả khuôn mặt lại bỗng nhiên âm trầm lão quỷ này thật sự là quá cẩn thận cùng hắn ở hai ngày mà dĩ nhiên một tia sơ hở cũng không lộ ra nếu không sau này ở trong nội cốc giò xét bảo vật có thêm hai con khôi lỗi này mà nói lão phu càng thêm an toàn đông môn đồ phảng phất không cam tâm thở dài một hơi, sau khi nhìn mọi nơi thì liền vỗ túi linh thú bên hông. Phu một tiếng, một đám biên bước thật lớn ngân quang lập lè từ miệng túi bay ra, xuất hiện trước mặt đông môn đồ. Hắn dương tay, bắn ra một viên dược hoàn đen thui. Ngân sắc đại phiến giữa không trung đem dược hoàn nuốt vào trong bụng, sau đó xoay quanh một cái, bỗng nhiên nhằm phương hướng khác bay đi. Đông môn đồ nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói gì với năm tên tu sĩ phía sau rồi dẫn đầu hóa thành một đạo lục quang bay đi. Năm tên Ngự Linh tông tu sĩ bay sát theo sau, trong nháy mắt, chỗ cửa hạp cốc đã không còn một bóng người. Chương 823, huyết chú giải cấm. Thế nào, lỗ huynh cũng bố trí không tồi, có pháp trận bố trụ đem khu vực này hoàn toàn bao lại, cho dù gặp đại phiền toái thì cũng có thể ứng phó được một chút. Tuy nhiên, không biết có phải chúng ta đang lãng phí thời gian hay không? Nam lũng hầu cầm một cây pháp kỳ cuối cùng trong tay xuyên qua màn nước cắm vào một góc hồ rồi hai tay khẽ vỗ, cười khổ nói. Hắc hắc, lão phu tình nguyện lãng phí chút thời gian còn hơn là gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu phía sau thạch môn này thật sự có bảo tàng của thượng cổ tu sĩ thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không phải thì có chút chuẩn bị trung quy vẫn hơn so với không làm gì. Lão phu mặc dù rất thèm muốn bảo vật nhưng đối với cái mạng già này lại càng thêm coi trọng. Lỗ về anh cười, không thèm để ý nói. Nam lũng hầu nghe lời này, lắc đầu không nói gì. Lúc này lão giả cầm một kiện trận bàn cuối cùng trong tay cắm xong rồi bắt kích thích cấm chế. Một tầng bạch sắc hà quang như có như không tỏa ra bốn phía. Lão giả hài lòng gật đầu, lúc này mới xoay người lại một lần nữa đối mặt với huyết quang thạch môn. Nam lũng hầu chờ đã lâu sớm có chút không nhịn được. Thấy lão giả đã bố trí xong lập tức không khách khí đột nhiên đem túi chữ vật bên hông tháo xuống rồi ném lên không trung Nhất thời một mảnh bạch sắc hà quang phát ra, trên mặt đất lộ ra mấy bộ hài cốt cổ tu trong suốt sáng long lanh huyết chú chi môn này cũng khá tà môn phá giải cấm chế trên thạch môn này dĩ nhiên lại còn cần tinh nguyên hoặc huyết nhục của người hạ chú mới có thể giải trừ huyết nhục khẳng định không cách nào tìm được nhưng trong khối cổ tu di hài đã tỏa hóa này hẳn là có một chút tinh nguyên mới đúng nam lũng hầu trầm giọng nói rồi há mồm phun ra một đạo kim sắc phi kiếm theo sau hắn vung tay cách không đánh trên mặt đất một trảo khối hài cốt nhất thời phiêu phù trôi dựng lên cao hơn mặt đất hơn 5-6 trượng. Nam lũng hầu khẽ búng ngón tay, nhất thời một đạo pháp quyết màu trắng đánh tới phía trên thanh tiểu kiếm đang bất động trên không. Sau khi thanh âm ông Minh vang lên, thanh tiểu kiếm run lên một hồi. Chỗ mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra kiếm quang trói mắt. Ánh vàng rực rỡ trói mắt dị thường. Theo sau, điểm kiếm quang đó càng ngày càng sáng rồi hóa thành một đoàn kim sắc quang cầu. Một lát sau kiếm quang biến thành quang đoàn trong nháy mắt thoát ly tiểu kiếm bắn nhanh ra. Tất cả đều đánh lên hài cốt đang lơ lửng ở trên không trung. Quang đoàn lập tức bạo liệt, vô số kiếm khí sắc bén dị thường tung hoành, chỉ sau một lúc đã đem khối hài cốt bao phủ vào trong đó, phút chốc sau khá nhiều cốt phấn từ trong kiếm quang sắc bén rơi xuống. Nam Lũng Hầu tinh quang trong mắt chợt lóe, tay áo bảo vung lên, một mảnh kim sắc hà quang từ trong tay áo bay ra cuốn lấy tất cả phần cốt bán trong suốt này đi. Kim sắc kiếm quang trên không trung lúc này mới tiêu tan. Sau khi xem đám kim sắc hà quang cuốn cốt phấn bán trong suốt đi, Nam Lũng Hầu âm thầm gật đầu sau đó xoay đầu nhìn lỗ vệ anh bên cạnh một cái. Lão giả thấy vậy, tự nhiên biết dụng ý của Nam Lũng Hầu nên cũng không khách khí, hai tay trà sát, cây pháp kỳ màu trắng bây giờ hiện ra giữa hai tay. Sau khi nhẹ nhàng run lên, phụ cận pháp kỳ bóng có một cơn lốc từ hư không hiện lên. Lúc này Nam Lũng Hầu khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết trong miệng phát ra thanh âm chú ngữ trầm thấp sau đó các màu pháp quyết từ trong tay từng đạo bay ra, tất cả đều đánh lên kim sắc hà quang đang bao lấy cốt phấn. Kim sắc hà quang bị pháp quyết này thúc giục, bắt xoay tròn mỗi lúc một nhanh. Cốt phấn bán trong suốt tại trong hà quang nổi lên các màu linh quang lấp lóe vô cùng diễm lệ. Lúc này, lão giả họ lỗ đứng một bên thử công kích dò xét thạch môn. Hắn bình tĩnh lấy pháp kỳ trong tay tiến hành công kích. Bàn tay vừa đảo, hồng quang chợt lóe lên rồi vô số hỏa cầu to cỡ nắm tay liên tiếp bắn về phía thạch môn. Phốc phốc vài thanh âm rất nhỏ vang lên, hỏa cầu mới vừa tới gần thạch môn, huyết quang như sống lại chợt bùng lên mạnh mẽ. Một mảng lớn xích mang hướng trên không tụ lại, sau khi đan vào nhau thì ngưng tụ hóa thành một cái quỷ đầu giống hết quỷ đầu điêu khắc trên thạch môn, to cỡ một trường. Mặt quỷ đó đem vài khối hỏa cầu nuốt chừng vào trong bụng, lấp lóe vài cái rồi lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Thạch môn lại phục hồi như cũ chứng kiến một màn này lão giả họ lỗ trong lòng cả kinh sau khi do dự một chút thì lại cầm pháp kỳ trong tay hướng về phía thạch môn điểm một cái phía trên pháp kỳ hiện lên một cơn lốc rồi lập tức hóa thành một con phong long gào thét công kích tới thạch môn mặt quỷ lần nữa hiện lên há to cái miệng cực rộng rồi phun ra một khối hồng quang đem phong long nỏ cuốn vào trong huyết quang rồi hút vào trong miệng quỷ sau đó dưới sự kinh sợ của lão giả mặt quỷ lần nữa biến mất Lão giả họ lỗ cùng nam lũng hầu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái không khỏi ngẩn ngơ. Huyết chú chi môn này quả nhiên có chút cổ quái, hay là nên dựa theo phương pháp phá giải của thương khôn thượng nhân để giải trừ cánh cửa này. Nam lũng hầu thở dài một hơi rồi chậm rãi nói, lỗ về anh nghe vậy, sờ sờ cầm rồi cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Mặc dù hắn còn có thủ đoạn công kích lợi hại hơn nhưng mặt quỷ trên thạch môn này thật sự có chút tà môn. Hắn cũng không muốn hấp tấp mà làm hỏng việc. Lấy danh tiếng năm xưa của thương khôn thượng nhân thì phương pháp phá giải có thể nói là nắm chắc mới đúng. Đi, nam lũng hầu lúc này quát khẽ một tiếng, mắt nhìn hà quang giữa không trung điểm một chỉ. Hà quang kim sắc đại phóng, sau khi phát ra thanh âm vù vù thì không hê trần chờ bắt đầu cuốn về phía thạch môn. Huyết quang chấp động, mặt quỷ kia lại lần nữa xuất hiện trên cánh cửa. Chỉ là lúc này đây mặt quỷ không chút biểu tình trực diện đổi mặt cùng kim sắc hà quang thì cốt phấn trộn lẫn trong hà quang đột nhiên hóa thành vô số đạo bạch sắc quang điểm liều mạng bay về phía mặt quỷ. Mà mặt quỷ khi vừa tiếp xúc với quang điểm này thì bỗng nhiên toát ra một làn sương mù màu xám, mặt quỷ trong nháy mắt bị tán đi. Một lát sau, cả cánh thạch môn đều bị bao trùm trong sương mù. Trong sương mù chợt vang lên tiếng quỷ khóc thê lương, huyết quang chấp động không ngừng. Theo sau, một cái xúc tua huyết sắc thô to từ trong xương mù lao ra liều mạng đánh lên nền đá, phảng phất như cả thạch môn cũng sống lại. Nhưng trong nháy mắt cái xúc tua này đã bị cái lồng xương mù bao lấy, một lúc sau thì tán đi. Đúng là lúc này, động thủ, nam lũng hầu vừa thấy tình hình trên thạch môn thì không chút do so dự lớn tiếng hô lên. Sau đó, hắn giơ tay điểm lên kim kiếm trước người, hai tay bắt quyết điều khiển, linh lực toàn thân thông qua pháp quyết quán chú lên trên phi kiếm. Kim sắc phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng chói mắt phá không vào tới. Một bên lão giả họ lỗ sắc mặt âm trầm, đồng dạng đem hơn phân nửa linh lực rót vào pháp kỳ rồi tung lên không trung. Sau khi bạch quang chấp động, pháp kỳ này hóa thành vô số phong long, khí thế hung hãn lần nữa đánh về phía thạch môn. Trong nháy mắt, kim hồng cùng phong long lần lượt trước sau tiến vào trong sương mù. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ trong sương mù truyền ra. Kim mang, huyết quang, cự phong đồng thời trong sương mù đan vào nhau sau đó bạo liệt ra. Sau một trận rung động, nhất thời có thể nhìn thấy rõ ràng thạch môn, đám xương mù màu xám bị vụ nổ mạnh xua tan sạch sẽ. Nam lũng hầu thấy vậy, hai mắt nhíu lại, huyết quang trên thạch môn không thấy đâu nữa, phảng phất như toàn bộ cấm chế đã bị phá. Ánh mắt thoáng chuyển động một chút, Nam lũng hầu lại liếc mắt nhìn nửa đoạn kim sắc tiểu kiếm cắm trên thạch môn một cái. Thần thức vừa động, thanh tiểu kiếm đột nhiên từ thạch trên cửa bắn ra hóa thành đạo kim hồng dài vài thước nhắm ngay phía thạch môn chém tới tấp các nơi. Sau một trận ầm ầm u u hỗn loạn truyền đến, Kim quang đại phóng, cả cánh thạch môn đã bị phi kiếm chém thành một đống đá vụn. Một cỗ sú khí hôi thối bỗng nhiên lan ra khắp nơi. Nhưng Nam Lũng Hầu cùng lão giả họ Lỗ sau khi thấy rõ thạch môn bị chém thành vô số mảnh vụn thì sắc mặt cũng đại biến. Những mảnh vỡ của thạch môn lại giống như con người đang cuồn cuộn chảy ra dòng máu đỏ sậm. Mà mùi hôi thối này đúng là từ dòng máu này truyền ra. Tình hình này thật sự là quỷ dị, thạch môn này mặc dù đã bị chém vỡ nhưng hai người Nam Lũng Hầu vẫn chưa thấy đồ vật khác thường gì bởi vì sau thạch môn xuất hiện một cái cầu thang màu đen hướng xuống dưới đất đi thôi ta cũng muốn xem một chút huyết chú chi môn này rốt cuộc có bảo vật gì mà lại thần bí như thế nam lũng hầu nhìn thông đạo phảng phất như nối thẳng xuống trốn cửu u liếm liếm môi rồi đột nhiên cười lạnh nói rồi cũng không có nói gì với lão giả họ lỗ đằng sau liền tự bước nhanh tiến vào trong thông đạo nhưng lão giả họ lỗ lại đứng tại chỗ ngần ngừ một chút hắn nhìn sang đám máu đen trên mặt đất chảy ra từ huyết chú chi môn rồi lại nhìn cái thông đạo không biết dẫn tới đâu kia mà trên trán không khỏi nhân lại. Đột nhiên hắn thở dài một hơi rồi cũng bước vào trong thông đạo. Có chút ngoài ý muốn của lão giả là thông đạo này rất ngắn. Tiến vào trong chỉ khoảng 20 trượng thì tới ngay một gian đại sảnh trong lòng đất. Đại sảnh không lớn, chỉ rộng khoảng 7-8 trượng. Trong đại sảnh ngoài một cái bàn ra thì khắp nơi đều trống rỗng, không có vật gì. Khi lão giả tiến vào nơi đây thì Nam Lũng Hầu cũng đang đứng ở trong đại sảnh kinh ngạc nhìn mấy thứ đồ vật trên bàn, phảng phất như đang ngẩn người ra. Lão giả có chút kinh nghi đồng dạng nhìn lại, kết quả trong lòng nhất thời chấn động, Thiên Nguyên Quả, ta không có nhìn lầm chứ, chỉ cần ăn một quả thì có thể kéo dài duyên thọ thêm trăm năm. Tử sắc linh chi kia chẳng lẽ là vật được đồn là trung bổ thiên chi, xem hỏa hầu thì hẳn là đã hơn ngàn năm tuổi, cho dù là ăn sống cũng có thể tinh tiến hơn 10 năm khổ tu mà cây gậy trúc chói mắt này chẳng lẽ là một trong tam đại thần mộc kim lôi trúc. Còn có, lỗ về anh sau khi nhìn thấy sáu bảy thứ hoa thảo trên bàn thì đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau trên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói không nên lời. Hắn cơ hồ không thể tin được mọi vật trước mắt, tâm tình không nhịn được muốn tiến về phía trước một chút để xem rõ hơn. Lỗ đạo hiểu, nếu ta là người thì sẽ không lỗ mãng như thế. Người tưởng rằng số linh dược này nằm đây để cho chúng ta lấy đi ư. Đạo hữu hãy nhìn bốn phía kỹ càng đi. Ngay lúc lão giả đang hưng phấn dị thường thì Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Nam Lũng Huynh, người nói lời này là có ý tứ gì? Lão giả vừa nghe nói thế như bị tạt gáo nước lạnh, thần trí nhất thời thanh tỉnh, vội vàng kinh nghi đánh giá bốn phía một lần. Ồ, đây hình như là tiểu tu di kim cương trận, là Phật Tông Pháp trận sao lại gặp ở chỗ này? Lão giả họ lỗ rốt cục từ một số ký hiệu ẩn hiện trên vách tường bốn phía mà nhìn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. chương 824, tiểu tu di kim cương trận. Nam lũng hầu mặc dù thanh âm rất bình tĩnh nhưng hai mắt cũng nhìn mấy loại linh dược trên bàn chầm chầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, hận không thể đem tất cả số linh dược này lấy vào trong tay. Số linh dược này không có món nào không phải là vật mà hắn cùng lão giả không mong muốn. Hôm nay vật mong ước gần trong gang tấc nên trong lòng khó lòng nhẫn nại được. Mà khi hắn mới vừa tiến vào trong đại sảnh nhìn thấy số linh dược này thì cơ hồ không chút nghĩ ngợi muốn lập tức đem vài loại linh dược này lấy sạch nhưng lại không nghĩ đến ở đây còn tồn tại một loại pháp trận cấm chế cực kỳ cổ quái. Kết quả là không thể không đàng hoàng bình tĩnh chờ lão giả tiến vào. Lúc này vừa nghe thầy lão giả họ lỗ gọi ra tên tiểu tu di kim cương trận nam lũng hầu tinh thần rung lên, trong lòng mừng rỡ. Hắn đối với cấm chế vừa tiếp xúc này phát giác khác xa so với các pháp trận khác hắn từng nghiên cứu trước kia nên đang có chút âm thầm lo lắng. Lúc này lão giả họ lỗ lại nhận biết pháp trận này thì tự nhiên là quá tốt. Lỗ huynh, người nhận biết cấm chế nơi đây. Nam Lũng Hầu kìm nén hưng phấn trong lòng hỏi, năm xưa Lão Phu từng có được một số điển tích tu luyện của Phật Tông. Mặc dù do thuộc tính của công pháp nên không tu luyện nhưng cũng nhớ được một số pháp trận cấm chế. Cái tiểu tu di kim cương trận này là một trong những pháp trận tối thần diệu. Nam Lũng Huynh, nếu cấm chế này thật sự là pháp trận đó thì phiền toái cũng không nhỏ đâu. Lão giả một lần nữa nhìn lên trên bàn, lông mày nhăn lại nói. Nói thế là có ý tứ gì? Chẳng lẽ pháp trận này không thể phá được? Nam lúng hầu sắc mặt khẽ biến, có chút không quá tin tưởng. Tiểu tu di kim cương trận này còn được gọi là kim cương khốn tiên trận. Có thể nói là một trong vài loại pháp trận hiếm có trên thế gian, chỉ có cách dùng sức mạnh để bài trừ cấm chế mà căn bản là không có pháp quyết phá trận gì. Nếu muốn phá giải pháp trận này thì phải cùng một lúc dùng các loại công kích đánh tiêu tan trận cơ sản sinh ra vòng bảo hộ cấm chế. Hơn nữa một khắc cũng không được ngừng bởi vì cấm chế này đơn độc về lực phòng ngự mà nói có lẽ không thể so sánh với nhiều pháp trận danh tiếng khác nhưng nếu đơn thuần nói về khả năng chịu đựng thì pháp trận này trong Phật Tông được xưng là bất diệt bất hưu. Tựa hồ chỉ cần cấm chế chưa hoàn toàn bị phá hủy thì có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lão giả sau khi trầm ngâm một chút thì ngưng trọng nói. Theo sau tựa hồ là để chứng minh lời mình, lão giả họ lỗ tiện tay bắn ra một viên hỏa cầu hướng đến cái bàn vào tới. Bịch một tiếng, hỏa cầu chưa kịp tiếp xúc với bàn thì đã tự động bạo liệt rồi hóa thành hư vô một tầng linh quang lượn lờ dày đặc ngưng thành một màn hào quang di động phía trên bàn. Màn hào quang này phát ra kim quang trói mắt với vô số thượng cổ Phật văn to cỡ hạt đậu ẩn hiện trên trên vách giống như lớp lớp đóa hoa phóng ra trải rộng trên màn hào quang. Nam lũng hầu sắc mặt hơi trầm xuống, cảnh tượng này lúc trước hắn đã chứng kiến một lần cho nên không lộ ra vẻ giật mình. Ồ, đây là cái gì? Lão giả đứng một bên lại thét lên một tiếng kinh hãi. Nam lũng hầu ngẩn ra và không khỏi xoay đầu liếc mắt một cái chỉ thấy lỗ vệ anh mặt đầy vẻ kinh ngạc đang nhìn kim cháo chằm chằm, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nam lũng hầu kinh ngạc, trong mắt linh quang chớp động rồi mục quang cố sức nhìn xuyên thấu qua cái lồng. Chỉ thấy trong kim sắc quang mạc, ngoại trừ vài cọng linh dược ban đầu thì chỗ trung tâm bản vốn trống không bỗng nhiên hiện ra một cái ngân viên bát to cỡ đầu người. Viên bát này mặt ngoài có các phù văn thâm ảo tối nghĩa phiêu động, chung quanh là tám khối ngọc phù màu trắng nhạt đem cái bát vây ở chính giữa mà phía trên viên bát khoảng một thước có ba kiện đồ vật tinh xảo phiêu phù bất động. Nam lũng hầu ngưng thần một lúc mới nhìn rõ ràng, đó là một khẩu tiểu kiếm màu bạc, một thanh thiền trượng đen thui cùng một viên châu màu đỏ. Ba đồ vật này mặc dù chỉ lớn cỡ một tấc nhưng lại tản ra tam sắc linh quang nhẹ nhẹ. Ba cổ linh quang đan vào và dung hợp cùng nhau, đem viên bát trên bàn bao ở trong đó. Nam lũng hầu xem một lúc rồi trợn mắt há hốc mồm. Viên bát, ngọc phù và ba kiện pháp khí nọ chợt lóe lên rồi biến mất một cách quỷ dị. Theo sau Phật văn trên màn hào quang màu vàng cũng vô thanh vô tức tiêu tan đi. Chuyện gì xảy ra? Màn hào quang này lúc trước khi hiện lên thì hình như cũng không có nhìn thấy mấy thứ này. Như thế nào mà sau khi lão giả họ Lỗ đánh ra một kích lại đem mấy thứ này hiện ra? Nam Lũng Hầu môi mím chặt, mắt thấy màn hào quang biến mất mà lòng vẫn đang kinh nghi bất định. Lão giả họ Lỗ tự nhiên không có nghi vấn gì chỉ là đối với cái viên bát mới xuất hiện đồng dạng trầm ngâm cho dù ai xem cảnh đó cũng có thể thấy vật mới xuất hiện trong cấm chế thì mấy món linh dược trước hiển nhiên chỉ là vật phụ so với mấy nghịch thiên linh vật này thì không tính là cái gì như thế chỉ cần suy nghĩ một chút cũng làm cho lão giả động tâm lớn một số cảm giác cố kỵ cùng bất an ban đầu khi nhìn thấy huyết chú chi môn nhất thời vứt bỏ hết lỗ huynh xem ra lần này chúng ta thật sự đã đến đúng nơi rồi nếu có thể phá giải được vật Tông cấm chế này thì chúng ta chuyến này có thể tính là có thu hoạch nam lũng hầu tự nhiên cũng có ý nghĩ đồng giặc, đột nhiên cười nhìn lão giả nói. Không sai, không nghĩ tới, phía sau huyết chú chi môn này lại có nhiều bí bảo như vậy. Nhưng muốn phá giải cấm chế này cũng không phải dễ dàng. Không mất một chút thời gian cùng tổn hao chút nguyên khí thì không có khả xong được lão giả nghe vậy trên mặt cũng tươi cười. Hắc hắc, có thể lấy được số bảo vật này đừng nói là tổn hao nguyên khí, mà cho dù tổn thọ 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Mới vừa rồi đạo hữu nói để phá pháp trận này chỉ có thể dùng thủ đoạn cường công. Xem ra ta lại phải bận rộn đây, việc này không nên chậm trễ, động thủ luôn thôi. Đến lúc giải khai cấm chế, có cái gì ta cùng lỗ huynh tất cả đều phân chia bằng nhau được chứ? Nam lũng hầu tựa hồ không muốn tái chỉ hoãn nữa, nhìn lão giả chầm chầm nói thẳng. Nam lũng huynh đã nói vậy thì tại hạ tự nhiên phải tòng mệnh lão giả tất nhiên cũng đồng dạng muốn lấy bảo vật nên đáp ứng vô cùng sảng khoái nam lũng hầu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng bất quá lúc này hai người lại như có như không giữ khoảng cách nhất định cũng cũng từ trên người đối phương cảm thấy một tia cảnh giác tiếp theo lão giả lấy ra kiện pháp kỳ màu trắng nọ ném lên không trung tay nhanh chóng kết pháp quyết khoanh chân ngồi xuống nam lũng hầu thì vung tay áo bảo lên khẩu phi kiếm màu vàng bắn ra nhất thời gió lốc nổi lên kiếm khí tung hoành Kim sắc quang cháo lần nữa hiện lên ra. Thanh âm ầm ầm trong lúc nhất thời từ dưới nền đất truyền lên không dứt. Trên một đỉnh núi phụ cận, một đạo trường hồng màu xanh từ xa đang bay tới. Trong đạo thanh hồng Hàn Lập đang vội vã chạy đi, giờ phút này hắn đã sớm bay qua chỗ đỉnh núi có tử vân hạt và hướng tới cái sơn động tiến vào nội cốc lúc đầu. Bởi vì đã đi qua đường này một lần, nên Hàn Lập di chuyển dễ dàng hơn, tốc độ độn quang so với khi đến nhanh hơn mấy lần. Nguyên bổn lộ trình phải mất một ngày thì Hàn Lập chỉ cần gần một phần ba thời gian đã đến đây. Đang lúc hắn trong lòng đánh giá tình hình, chỉ cần một canh giờ nữa là có thể tiến vào sơn động thì đột nhiên một bên xa xa có tiếng oanh minh rất nhỏ loáng thoáng chuyển đến. Hàn Lập thần sắc vừa động, độn quang thoáng rừng, không khỏi xoay đầu hướng nơi đó liếc mắt một cái. Thần thức hắn đảo qua phía nơi có linh khí ba động khác thường chuyển đến. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, phía dãy núi xa xa có ánh bạch quang yếu ớt chấp động nếu hắn không nhớ lầm thì đây là một chỗ mà hắn hoài nghi có thiết hạ cấm chế và có khả năng là chứa bảo vật của thượng cuộc tu sĩ bí xem ra rốt cuộc có tu sĩ khác cũng xông vào nội cốc và bắt đầu phá cấm tầm bảo mọi nơi hàn lập hơi ngẫm lại rồi khẽ lắc đầu ý nghĩ muốn đục nước béo cò chợt lóe lên trong đầu hắn nhưng ngay sau đó đã được mạnh mẽ kiềm chế hơn nữa vì sợ làm cho người khác chú ý nên thần thức cũng chỉ đảo nhanh qua mà thôi cũng không có thực sự đi dò xét người đang tầm bảo đối với hàn lập mà nói bây giờ nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện, độn quang một lần nữa hướng về phía trước phá không vào tới. Trong nháy mắt từ đỉnh núi phụ cận biến mất vô tung vô ảnh. Tại phương hướng cách hàn lập hơn người dặm có hơn 10 người người tu tiên đang khu xử đủ các màu sắc pháp bảo mãnh liệt đánh tới một cái đỉnh núi nhỏ bị bạch quang bao phủ. Trong đó cầm đầu chính là vị mộ lan thần sư họ trọng kia cùng nữ tử họ nhạc. Đoàn người này toàn bộ đều là mộ lan pháp sĩ. Trong lúc Hàn Lập từ phía xa bay khỏi thì Nho Sinh họ Trọng ánh mắt khẽ di chuyển một chút, thần thức liếc nhìn phương hướng Hàn Lập một cái cực nhanh. Có chuyện gì sao? Trọng huynh phát hiện cái gì không ổn sao? Nữ tử họ Nhạc chú ý tới vẻ khác thường của Nho Sinh không khỏi thốt lên hỏi. Không có gì, mới vừa rồi là tu sĩ nổi danh ở Thiên Nam dùng thần thức hướng bên này dò xét một chút. Nhưng hình như hắn không có ý định nhiều chuyện nên chỉ từ xa xa đảo qua rồi bay đi. Mà đối với chúng ta chuyện bài trừ cấm chế quan trọng hơn ta cũng không muốn đi điều tra làm gì. Nho sinh thản nhiên nói, trọng huynh nói thế tức là cấm chế này đã phá giải đến chỗ mấu chốt. Hy vọng bên trong cũng đừng có như cái cấm chế trước, trừ một ít phế liệu đồng nát ra thì không có bảo vật gì. Lại còn tống táng mất hai người vào khe hở không gian trên đường nữ tử họ nhạc khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mấy cái khe hở không gian ẩn hình thật sự khó lòng phòng bị mà một số linh cầm cấp thấp chúng ta chuẩn bị trước đó sau khi vào cốc lại lập tức nổi điên cả đám như ong vỡ tổ bay loạn khắp nơi không cách nào khống chế được nếu không chuyện hai người này vẫn là có thể tránh được nho sinh họ trọng nghe được lời ấy sắc mặt hơi trầm xuống linh cầm dùng để dò đường này hình như không phải nổi điên mà tựa hồ đối với nội cốc cực kỳ sợ hãi cho nên mới không thể khống chế được chẳng lẽ nơi đây có vật gì chuyên môn khắc chế yêu thú Ta đã mượn được một con ô xí điêu ngũ cấp linh cầm nhưng tự tiến sau khi vào nội cốc thì đồng dạng không nghe lệnh nữa. Thậm chí chỉ ở trong túi linh thú mà không nguyện bay ra. Xem ra trong trụy ma cốc này thật sự có chút quỷ dị. Nữ tử họ nhạc lại như nghĩ tới một người nào đó nói. Có lẽ vậy, nơi đây được xưng là thiên nam đệ nhất hung địa nên tự nhiên có chút quỷ dị ở bên trong. Bất quá, chúng ta cũng không nên đi khám phá bí ẩn trong trụy ma cốc làm gì mà chỉ nên tận lực vì mộ lan tộc chúng ta siêu tầm một chút cổ bảo cùng linh đan mà thôi. Cho nên không có linh cầm mở đường cũng phải tiếp tục đi tìm kiếm. Cơ hội này là do chúng ta cùng cao tầng của thiên nam tứ đại thế lực giao dịch mới có nên quyết không thể lãng phí. Nho sinh trong mắt hàn quang chợt lẽ, trầm giọng nói. chương 825, hội hợp. Trong khi nho sinh họ trọng cùng nữ tử họ nhạc đang đàm luận về chỗ quỷ dị của trụy ma cốc thì Hàn Lập đã bay xa ngoài trăm dặm. Lộ trình còn lại cũng không có chuyện gì phát sinh nên chỉ mấy canh giờ sau hắn đã thuận lợi bay tới trước cửa động tiến vào nội cốc. Lấy ra lưỡng nghi hoàn Hàn Lập tiến vào trong thông đạo. Sau khi xuyên qua vài dặm trong sơn động, thời gian không bao lâu sau Hàn Lập đã đi qua bắc cực nguyên quang và nhìn thấy cửa sơn động trắng toát. Hắn trong lòng hoan hỉ bước nhanh đi, một lát sau, trước mắt Hàn Lập sáng ngời lần nữa xuất hiện ở trước vách núi phía ngoài cốc. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, mặc dù thoạt nhìn không thoải mái nhưng so với ở trong nội cốc toàn ánh huyết sắc hà quang mà nói thì khá hơn nhiều. Thần thức sau khi thoáng đảo qua khu vực phụ cận không thấy có gì khác thường phát sinh cũng như không có tu sĩ khác thì Hàn Lập lúc này mới thở phào, sau khi xoay chuyển ánh mắt thì nhìn vào chỗ vách núi đá ở cửa động. Hắn không trần chờ liền dương tay, một đạo pháp quyết màu xanh bay vụt ra, sau khi linh quang chợt lóe thì tiến vào trong thạch bích không thấy đâu nữa sau đó hàn lập không nói lời nào hai tay kết pháp ấn trong miệng đọc chú ngữ trầm thấp một màn quỷ dị xuất hiện vách đá thoạt nhìn như bình thường đột nhiên hiện ra một màn thanh quang đem khắp vách núi bao phủ vào trong tiếp theo đột nhiên một đàn vệ kim trùng màu vàng nhỏ từ trong quang mạc bay ra nhiều tinh khối màu bạc lớn nhỏ không đồng nhất từ trong đàn trùng rơi xuống to thì cỡ nắm tay nhỏ thì cỡ hạt đậu trong nháy mắt trên mặt đất trước người hàn lập đã xuất hiện một đống nhỏ ngân tử sáng lấp lóe chỉ là bộ dạng có chút bán trong suốt đây đúng là tinh thể cương ngân xa sau khi nguyên quáng đã được tinh luyện ban đầu có vài khối rơi xuống thì hàn lập thần sắc vẫn rất bình tĩnh nhưng khi trên mặt đất rơi xuống đến mười mấy khối tinh thể thì hắn không khỏi lộ ra vẻ động dung hàn tiểu tử mỏ quặng cương ngân xa này chữ lượng nhiều hơn xa so với dự liệu ban đầu xem ra việc nghiên cứu cơ quan khôi lỗi của lão phu cũng có thể dùng loại tài liệu này dung hợp luyện chế hàn lập trong đầu đột nhiên truyền đến tham âm vui mừng lẫn sợ hãi dị thường của đại diễn thần quân bộ tình không tự kìm hãm được. Vâng, vãn bối cũng không nghĩ tới cương ngân xa nơi này lại nhiều như thế. Chuyến này thu hoạch thật sự là không nhỏ. Sau khi để đám về kim trùng nhả ra cương ngân xa tinh thể, Hàn Lập xem một đống nhỏ lấp lánh ánh bạc trên mặt đất một chút thì cũng mừng rỡ trả lời. Hắn phất tay áo một cái, một đạo thanh hà cuốn tất cả đi. Toàn bộ cương ngân xa tinh thể đều bị Hàn Lập thu vào trong túi chữ vật. Tiếp theo trong miệng hắn khẽ huyết lên một tiếng, đám trùng vân màu vàng sau khi xoay một vòng thì như ong vỡ tổ toàn bộ chui vào túi linh thú. Sau khi làm xong hết thảy, Hàn Lập đưa ta hướng túi chữ vật vỗ một cái lấy ra một viên cầu trong suốt to cỡ ngón tay cái. Hắn há mồm phun ra một đoàn linh khí màu xanh lên trên viên châu. Viên châu nguyên bản trong suốt bóng xuất hiện linh quang chấp động rồi lập tức một quang điểm màu xanh to cỡ hạt đậu nành di động bên trong. Hàn lập ánh mắt chấp động nhìn chăm chú vào trong viên cầu một hồi lâu rồi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xung quanh phân biệt phương hướng sau đó xung quanh hắn mới xuất hiện linh quang chấp động rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên cao, phi độn đi. Mặc dù đang phi độn nhưng Hàn Lập lại thủy trung cầm viên cầu trong tay, hơn nữa sau khi phi hành được một khoảng nhất định thì lại phải cúi đầu xem một chút, sau đó lại một lần nữa điều chỉnh phương hướng phi độn. Vì vậy tốc độ Hàn Lập tự nhiên không thể quá nhanh. Dọc theo đường đi không chút hoang mang phi hành, sau khi phi hành được hơn 10 dặm, khi đi ngang qua một khu hoang dã thì Hàn Lập đột nhiên trong miệng kêu nhẹ một tiếng, độn quang dừng lại. Theo sau Hàn Lập trầm xuống, thân hình lộ ra bên trong thanh quang. Sau khi cách mặt đất khoảng 30 trượng thì Hàn Lập dừng lại. Ánh mắt chợt lóe lên nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một thi thế nam tu chia làm hai đoạn, nằm phía dưới mặt đất. Máu sớm đã động lại, biến thành màu đen xung quanh thi thể. Mà ở trên cỗ thi thể này thoạt nhìn trống trơn, túi chữ vật cùng pháp bảo của hắn đã không cánh mà bay xem ra rốt cục có người không nhịn được đã động thủ hàn lập xem cỗ thi thể này một chút nhẹ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm hắn mới vừa rồi xác nhận qua phụ cận cũng không có cái khe hở không gian nào tồn tại nên khẳng định là bị tu sĩ khác giết chết hàn lập không dừng lại thêm mà rất nhanh chóng rời đi và tiếp tục hướng một phương hướng đi tới mặc dù hắn tin tưởng lúc này trong cốc ngoại trừ hai gã nguyên anh hậu kỳ nọ đối với hắn có thể chính thức tạo thành uy hiếp thì những người còn lại không đủ làm cho hắn sợ hãi nhưng nếu gặp một đám tu sĩ liên thủ, chuyên môn bố trí bẫy dập nhằm vào hắn mà nói thì nguy hiểm cũng không nhỏ. Việc này đương nhiên cơ hồ là không có khả năng nhưng lấy bản tính cẩn trọng của Hàn Lập thì trên đường hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập vẫn chưa gặp mai phục gì nhưng thật ra lại phát hiện thêm hai thi thể xui xẻo ở trong khe hở không gian ẩn hình. Hàn Lập nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của bọn họ thì chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Theo chỉ dẫn của linh quang trong viên cầu, Hàn Lập rốt cục đến phía trên một khu rừng rậm rạp nhìn phía khu rừng màu xanh phía dưới phảng phất như vô biên vô hạn cùng mảng lớn đại thụ chọc trời hàn lập trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nâng viên cầu trong bàn tay lên bàn tay nắm lại khẽ dùng sức trên năm ngón tay thanh quang chợt lóe rồi tiếng vỡ vụn truyền đến viên cầu nhìn như trong suốt nọ đã bị hàn lập dùng cự lực bóp nát bấy hóa thành hư không nhưng linh quang màu xanh trong viên cầu lại không có tán đi ngược lại sau khi thoát khỏi giam cầm lại nhẹ nhàng phiêu phù trên một ngón tay trước mặt hàn lập nhất thời quang điểm nhỏ như hạt đậu này bắt đầu hướng một phương bay vụt đi hàn lập không chút hoang mang theo sát linh quang một tấc cũng không rời một khắc sau tại một nơi phía trên rừng rậm linh quang biến đổi phương hướng nghiêng xuống phía dưới bay đi hàn lập trong mắt tinh quang chợt lóe người bay theo xuống kết quả khi bay xuống mặt đất thì linh quang vây quanh một cây đại thụ chọc trời quanh quẩn vài vòng rồi chợt lóe lên tiến vào trong thân đại thụ hàn lập nhìn thấy màn này đồng dạng bay đến trước mặt cây đại thụ quang hoa thu liếm hạ xuống đất sau khi đánh giá cây đại thụ này một chút hắn ngẩng đầu nhắm ngay đại thụ đánh ra một trường bịch một tiếng chỗ thân cây có lục quang chợt lóe bay ra một đạo thanh phù hàn lập tay mắt lanh lẹ dùng hai ngón tay đem đạo thanh phù nọ kẹp lấy nhìn tấm phù hàn lập trên mặt cười nhạt rồi tay nhẹ nhàng vung lên phốc một tiếng đạo phù tự bốc cháy hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi lúc này hàn lập đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một chút rồi hai chân bắt chéo ngồi xuống chậm rãi nhắm hai mắt khôi phục một chút pháp lực tiêu hao trong lúc phi đột. Sau đó không lâu, đạo hồng quang kia đã hạ xuống trong một khu rừng. Một lát sau, một đạo quang hồng bỗng nhiên từ nơi nào đó phóng lên cao bay thẳng đến vị trí Hàn Lập. Kinh hồng chưa đến gần nơi Hàn Lập đang đả tỏa thì hắn đã có cảm ứng, nên chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn đạo kinh hồng đang bay đến. Một lát công phu sau, đạo kinh hồng này bay đến đây, ở phía trên Hàn Lập xoay quanh một vòng, phảng phất như đang xác nhận thân phận hàn lập, sau đó mới lao xuống phía dưới. Đạo kinh hồng kia vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức biến mất, trước mặt hàn lập hiện ra một nữ tu mặc y phục màu trắng, dung mạo xinh đẹp phảng phất như tiên tử trên trời. Hàn lập xoay chuyển ánh mắt lên trên người nữ tử này. Tử linh cô nương, người tới rất nhanh, hàn lập thần sắc bình tĩnh dị thường, nhanh ư, ta đã ở đây chờ đạo hữu mấy ngày. Trong lúc đó có tới 6-7 đội tu sĩ tìm kiếm qua khu rừng này, hơn nữa càng ngày càng tần suất càng cao nếu hàn huynh không đến thì thiếp thân sợ rằng không có cách nào ở trong rừng này đợi tiếp tử linh thanh âm dễ nghe nhưng lại có chút hô hoán nàng thất tha đi tới hàn lập nghe vậy cười cười nhìn khuôn mặt như ngọc của tử linh một chút rồi ánh mắt vừa động tiếp tục nói tử linh cô nương lại dùng hình dáng thật làm hàn mỗ có chút ngoài dự liệu ta tưởng rằng tử linh đạo hữu nhất định phải dịch dung mà đến ta khi mới vào cốc xác thực không dùng hình dáng thực nhưng bảo vật dùng để che giấu hình dáng tựa hồ tại trụy ma cốc đã bị hạn chế nên dần dần mất hiệu lực do vô pháp che giấu nên cũng chỉ còn cách dùng hình dáng thật gặp người sao vậy hàn huynh chẳng lẽ cảm giác thấy dung nhan thiếp thân quá thô lậu không lọt vào pháp nhãn của hàn huynh tử linh hé miệng cười thản nhiên nói tử linh cô nương nói dẫn rồi được rồi đạo hữu không nên trêu ghẹo tại hạ nữa nơi này là nơi ngươi tìm được tiêu ký sao hàn lập trước tiên cười khổ một tiếng rồi lập tức nét mặt ngưng trọng nói không sai, 89 phần 10 là không có vấn đề gì bởi vì dấu hiệu ban đầu tựa hồ đã bị quỷ linh môn phá hủy. Nhưng có thể phát hiện ra việc quỷ linh môn làm ra loại chuyện này thì ngược lại càng nói rõ nơi này có vấn đề tử linh cũng tươi cười vừa nhìn lại trả lời. Nếu như vậy, chúng ta nên theo dấu vết của quỷ linh môn tìm đi thôi. Nói không chừng khiến cho chúng ta tiết kiệm được không ít công sức. Hàn Lập vừa nghe đến tên quỷ linh môn thì hai hàng lông mày đầu tiên là nhíu lại tiếp theo cười lạnh nói. Hết thầy nghe theo Hàn huynh phân phó. Từ một tháng trước đây, ngay trên người tên đệ tử quỷ linh môn kia chúng ta đã hạ tiêu ký đặc biệt của diệu âm môn. Loại tiêu ký này không phải dùng pháp thuật gì, mà là dùng một loại kỳ hương vô sắc vô vị. Loại hương thơm này có phạm vi không lớn, hơn nữa qua hai tháng sẽ mất đi hiệu dụng nhưng bây giờ dùng để truy tung quỷ linh môn thì lại phi thường hữu hiệu. Tử linh phi thường nhu thuận mà nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Tử linh đạo hữu đã phí tâm rồi, chúng ta xuất phát đi thôi trước tiên đuổi theo đám người quỷ linh môn sau đó vượt qua bọn họ mà tìm kiếm được các dấu hiệu khác. Cứ như vậy, linh trúc quả sẽ là vật trong tay của chúng ta. Hàn lập cũng không có khách khí, sau khi gật đầu thì bắt đầu động thân. Từ trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo ngân mau phi thử, phi thử này cơ trí tại không trung lộn nhẹ một vòng rồi đột nhiên hóa thành một đạo ngân mang bay đi. Theo sau trong rừng lại có lưỡng đạo trường hồng kinh thiên phá không bay ra, sau khi xoay quanh một cái thì một trước một sau theo sát ngân mang đang bay đằng trước chương 826, Hỏa Trục. Ngay lúc hai người Hàn Lập bay theo phi thử truy tìm đoàn người trung trưởng lão thì đám người quỷ linh môn môn chủ cùng ngụy Vô Nhai cũng đã bay qua tòa cự sơn. Một phiến bồn địa hiện ra, bồn địa âm u ươn ướt, mặt đất trải rộng, vũng nước có khắp nơi. Làm cho đoàn người tiến vào cảm thấy rất buồn bực trong người. Mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật đem nước bùn, nước bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài, nhưng tốc độ tự nhiên chậm một chút. Nhưng lúc này, Vô luận là vương thiên cổ hay là ngụy vô nhai không ai tài oán giận cái gì. Bởi vì lúc trước bay qua đỉnh Cự Sơn, bọn họ từ trên cao xa xa chứng kiến tại trung tâm mảnh đất có một tòa tế đàn to lớn. Lần này, tất cả đám người quỷ linh môn đi đầu theo sau là những người khác, tinh thần ai nấy đều rung lên đem hoài nghi ban đầu vứt khỏi óc. Phải biết rằng từ khi vào cốc tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một khu kiến trúc hoàn chỉnh. Không cần hỏi, nơi này khẳng định không phải chỗ tầm thường hơn phân nửa thực sự có quan hệ với linh miểu viên mà môn chủ quỷ linh môn nói cho nên đoàn người hành động càng thêm thong thả nhưng ngược lại mỗi người không giấu được vẻ gấp gáp cũng không phải không có người dùng thử phiêu phù thuật bay đi vài thước nhưng điều bọn họ nhận được lại là một tiêu huyết sắc thiểm điện từ hư không phách xuống tên tu sĩ xui xẻo kia bị phách trúng hộ thân pháp bảo bị kích nát bấy tựa hồ càng tới gần trung tâm mảnh đất cấm chế càng khắc nghiệt kể từ đó những người khác không còn muốn nghĩ đến chuyện mưu lợi riêng nữa chỉ có thể xếp thành một nhóm chậm rãi đi tới một gã đệ tử quỷ linh môn ở phía trước mở đường đụng tới bụi cây rậm rạp chặn đường hắn ném vài khối hỏa cầu liền có thể dễ dàng khai thông ra một cái đường nhỏ đi hơn nửa ngày sau đoàn người rốt cục đến gần tế đàn xa xa chứng kiến hình dáng khổng lồ của tế đàn kia tế đàn hoàn toàn sử dụng đá trắng xây thành tứ phía trải rộng theo kiểu hình thang cao vút trong mây phải đến hơn trăm trượng cao. Thật sự cực kỳ hùng vĩ, chỉ là tế đàn có chút xa, lại rất cao, thật sự không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc có vật gì. Rốt cuộc cũng sắp đến, xem chừng, nhiều lắm là qua một hai canh giờ, là có thể tới. Vương môn chủ, ngụy mỗ bây giờ quả thực rất tò mò về chuyện đạo hữu lại biết đến linh miểu viên. Ngụy vô nhai mặc dù đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra ánh quang màu xanh biếc nhàn nhạt. Lão nhẹ nhàng từng bước, cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trượng xa. Thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng, Ngụy Huynh yên tâm, đến lúc đó vương mỗ khẳng định sẽ nói rõ việc này với đạo hữu. Quỷ linh môn môn chủ mỉm cười, tỏ vẻ không để ý nói. Ngụy vô nhai gật đầu, đang muốn hỏi nữa, đột nhiên một quỷ linh môn đệ tử đi đằng trước linh quang trên người chợt lóe, thân thể ầm ầm đổ xuống, trên thân người từ đầu vai đến phần eo vô thanh vô tức bị chia làm hai đoạn. Khe hở không gian, quỷ linh môn môn chủ vừa thấy như vậy, sắc mặt đại biến ngụy vô nhai cùng vương thiên cổ ở phía sau thấy thế sắc mặt đều trầm xuống bọn họ mặc dù không biết quỷ linh môn môn chủ rốt cuộc có mưu mô gì nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc đến nay lúc trước vẫn chưa gặp phải một khe hở không gian ẩn hình nào nguyên bổn tâm lý đề phòng sớm đã buông lỏng không ít nhưng hôm nay lại toát ra một đạo khe hở không gian hai người không khỏi dùng mình còn lại ba gã đệ tử quỷ linh môn sắc mặt cũng có chút trắng bệch tất cả đoàn người đều dừng bước Quỷ linh môn môn chủ nhìn qua khối thi thể táng mạng tại khe hở không gian, trên mặt âm tình bất định. Mà ngụy vô nhai nhắm lại hai mắt, tựa hồ dùng thần thức cảm ứng cái gì nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Không được, khe hở không gian không phải dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng thấy tồn tại của khe hở không gian. Ngụy vô nhai sắc mặt không chút thay đổi lắc đầu nói. Vương thiên cổ nghe lời này liền khoát tay, ngón tay bắn ra năm khối hỏa đạn bay về phía trước, vài tiếng phốc phốc nổi lên ba khối hỏa đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất nhưng hai khối ở hai phía ngoài cùng thì bay ra mấy trượng xa kích xuống mặt đất khiến mặt đất hiện ra hai cái hố to khe hở rất nhỏ chỉ cần đi tránh qua một chút là có thể vượt qua vương thiên cổ chậm rãi nói mặc dù khe hở không lớn nhưng ai biết còn lại một đoạn trên đường còn có thể có bao nhiêu khe hở nữa hiện ra chúng ta không có nhiều mạng người để thử mà theo ta được biết lộ tuyến chúng ta đi hẳn là không có khe hở không gian ở trên đường mới đúng chẳng lẽ người nó có điều gì giấu giếm chưa nói. Quỷ linh môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại nét mặt lộ ra một vẻ lo lắng, nói nhỏ vài câu. Nghe nói như thế, ngụy vô nhai thần sắc khẽ động nhưng không có mở miệng hỏi điều gì. Trái lại vương thiên cổ nhìn sang tế đàn phía xa xa rồi lại nhìn qua mấy thi thể nằm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ý của môn chủ là, quỷ linh môn môn chủ cao mày, không lập tức trả lời, hắn ngửa đầu nhìn trời, sau một lúc lâu thì thở dài một hơi. Nguyên vốn định đợi đến được tế đàn mới nói một số chuyện cho các ngươi, nhưng đến hôm nay xem ra cũng không có cách giấu giếm nữa. Thôi đành ở chỗ này nói cho các ngươi vậy, nét mặt hắn lộ ra một vẻ kỳ quái. Đám người ngụy vô nhai nghe vậy liền ngẩn ra quay đầu nhìn nhau. Quỷ linh môn môn chủ cũng không để ý đến vẻ mặt mọi người mà tay áo bào khẽ rung lên, một trận ngân quang chấp động, trên tay hắn bỗng nhiên hiện ra một hỏa trục. Hỏa trục dài ước chừng vài thước, ngân quang lè lè, thoạt nhìn cổ phát dị thường. Cái này là vương thiên cổ vừa thấy họa trục thì giật mình thất thanh la lên hắc hắc xem ra ngươi cũng nhận ra vật này cũng là ngươi tự mình chuyển cho ta hết thảy những chuyện có liên quan linh miểu viên đều từ họa trục này mà ra quỷ linh môn môn chủ liếc vương thiên cổ một cái thản nhiên nói vương thiên cổ nghe vậy thì giật mình bức họa trục này đúng là vật lấy được từ trong bảo khố ngày đó tại mộ lan thảo nguyên ngày đó bức họa vẽ hình thương khôn thượng nhân tiếp theo quỷ linh môn môn chủ lại đem bức họa trục ném lên trên không một đoàn linh bao lấy đem hỏa trục nâng lên, thần sắc lập tức trở lên ngưng trọng. Hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cái lên trên hỏa trục. Xoạt một tiếng, hỏa trục nhanh chóng mở ra để lộ hình ảnh bên trong. Trong hỏa trục vẽ bóng lưng một nho sinh lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt lên trời. Đám người vương thiên cổ tất cả đều trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chằm người trong bức tranh một hồi lâu, muốn tìm hiểu bí mật trong đó nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Ngụy vô nhai cũng khẽ liếc qua một cái, Lúc thần thức đảo qua hỏa trục thì thần sắc có chút biến hóa, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngụy Đạo Hữu không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhanh như vậy đã phát hiện ảo diệu trong đó. Vương mỗ có thể phát hiện sự khác thường trong bức hỏa trục hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật, mới may mắn tìm ra. Quỷ Linh môn môn chủ nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Vô Nhai, trong lòng khẽ động liền mở miệng khen ngợi. Không có gì, loại không gian pháp khí này bản thân ta nhiều năm qua cũng chưa từng thấy nếu không phải đạo hữu trước đó nhắc nhở qua thì ta cũng không dễ dàng phát hiện. Ngụy vô nhai thần sắc quái dị nói, quỷ linh môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tới nữa. Nhưng hắn lập tức giương tay, một đạo pháp quyết màu đen được bắn ra, vừa lúc đánh tới họa trục, đồng thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm họa trục nói. Còn không ra, chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc dục thì ngươi mới đi ra. Vừa nghe thấy thế, những người khác đều bị dọa cho giật mình, Ngụy vô nhai cũng có chút cảm giác mặc danh kỳ diệu nên khẽ cau mày lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Kết quả, một chuyện khó tin xuất hiện, không phải sớm đã ước định trước khi đến địa phương dự định, người cũng không gọi ta ra sao. Bây giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy, người đem ta gọi ra chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp. Một thanh âm nam tử sang sảng từ họa trục trực tiếp truyền ra. Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh quang hoa đại phóng. Nguyên bổn bóng lưng nho sinh trong họa trục đột nhiên thân thể chuyển quay mặt về phía bọn họ, lộ ra khuôn mặt trung niên nam tử có chút huệ oải nhưng nét mặt lạnh như băng, tràn đầy vẻ không hài lòng. Một màn này, chẳng những làm đám đệ tử quỷ linh môn trợn mắt há mồm mà còn làm vương thiên cổ đã từng trực tiếp tiếp xúc qua họa trục, cũng mở to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ có ngụy vô nhai sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng hai mắt nhìn chằm chằm nho sinh trong họa tục, dường như hắn đang nghĩ tới một người nào đó. Hừ, ngươi còn hỏi ta, ngươi không phải đã cam đoan là ngươi cung cấp cho ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn sao khe hở không gian này xuất hiện là sao làm cho một gã đệ tử bổn môn phải bỏ mạng quỷ linh môn môn chủ nhìn bức họa tức giận không khách khí hỏi lộ tuyến năm đó ta chọn tuyệt đối là an toàn sao có thể ra vấn đề nho sinh trong bức họa môi khẻ nhúc nhích trực tiếp phản bác vậy chính ngươi xem một chút bên kia là cái gì quỷ linh môn môn chủ sắc mặt âm trầm liếc về phương hướng khe hở không gian một cái lạnh lùng nói. Nho sinh trong bức hỏa khẽ ngây ngốc, trầm ngâm một chút. Bức hỏa tiêu tan đi, mà mặt ngoài hỏa trục linh quang chấp động, một tầng quang mạc di động ra ngoài. Sau đó, quang hoa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra. Hóa thành một bóng người mơ hồ đi ra đúng là nho sinh trong hỏa trục. Mà lúc này, thân thể nho sinh phảng phất tựa như vô hình, hoàn toàn là do một đoàn hôi bạch sắc quang ảnh tổ thành, linh quang yếu ớt, phảng phất thổi nhẹ một cái cũng có thể biến mất ta xưng hô như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là thương khôn thượng nhân năm đó? Ngươi như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt vẫn sống tới ngày nay? Vương thiên cổ thanh âm khô khốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn, có vấn đề gì thì hỏi môn chủ các ngươi là được, ta trước tiên qua khe hở không gian một chút. Nho sinh không có để ý tới vương thiên cổ đang khiếp sợ, ngược lại nhìn chằm chằm phương hướng khe hở khẽ nhíu mày rồi há mồm phun ra một đoàn hôi quang. Bịch một thanh âm vang lên, Quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không gian thôn phệ, sắc mặt nho sinh nhất thời trở lên cổ quái. Kỳ quái, năm đó nơi này đích xác không có khe hở ẩn hình, xem ra đây là một khe hở mới có. Mấy vị đạo hữu không nên vì thế lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đi về trước, nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự định giá một chút, cuối cùng trở lên tỉnh táo dị thường. Sau đó cười lên một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi, một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong họa trục dường như không muốn tái chỉ hoãn tiếp tục ở bên ngoài. chương 827, thân thức hóa ngàn, nho sinh biến thành quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, rồi lại biến mất trước mặt mọi người, bọn người vương thiên cổ giật mình một chút, mỗi người trên mặt đều mang vẻ cổ quái. ngụy vô nhai trầm mặc một chút, rồi mở miệng hỏi. Vương môn chủ, người này thật là thương khôn thượng nhân ngày xưa sao? Bất quá, người này chỉ còn lại có tinh hồn. Cho dù thật sự là năm đó tung hoành vô địch thì hiện tại cũng không cấu thành sự uy hiếp nữa sự tình linh miểu viên chính là từ miệng hắn nói ra sao. Từ góc độ nào đó mà nói, người này có thể xem là thương khôn thượng nhân, mà cũng không phải là thương khôn thượng nhân. Nhưng chuyện linh miểu viên, đích thật là từ trong miệng hắn mà biết được. Quỷ linh môn môn chủ nghe nói khe hở không gian kia chỉ là mới xuất hiện, trên mặt thần sắc mới hỏa hoãn xuống. Hiện tại thần sắc bình thường trở lại liền trả lời, nghi vấn của ngụy vô nhai, lời này là có ý tứ gì, đạo hữu sẽ không định mượn cơ hội mà trục lợi chứ. Ngụy vô nhai sắc mặt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui. Ngụy huynh hiểu lầm rồi, tinh hồn trong họa trục lúc nãy kỳ thật chỉ là một khối hóa thân tàn hồn của thương khôn thượng nhân năm xưa mà thôi. Khối hóa thân này ngày xưa gặp phải cấm chế khi dò xét trụy ma cốc, sau khi bị thượng hình thể bị hủy thì thương khôn thượng nhân mới dùng mảnh vụn dưỡng hồn mục luyện chế thành họa trục pháp khí rồi để vào trong đó để tính dưỡng khôi phục. Bất quá thương khôn thượng nhân chính thức thì đã sớm chết rất lâu rồi. Lũ tàn hồn này ngoại trừ một ít trí nhớ ra, đã đạt được thân thể độc lập. Hôm nay bảo hắn là một người khác cũng không có gì không ổn cả. Quỷ linh môn môn chủ không chút hoang mang, ung dung nói. Ngụy vô nhai nghe xong lời này, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Vương thiên cổ thì nhếch miệng, trong lòng cười khổ một hồi. Không biết là bởi vì không có phát hiện bí mật của họa trục, hay là bởi vì đoán sai thêm lần nữa mà có chút buồn bực. Nguyên lai like là như thế này, xem ra người cùng lũ tàn hồn này đã đạt thành hiệp nghị nào đó nó mới có thể đem chuyện tình linh miếu viên báo cho ngươi biết bất quá cũng không sao cả chuyện này cùng lão phu không có gì quan hệ chỉ là nếu có thể đưa ta tiến vào linh miểu viên ngươi cùng nó từng có cái hiệp nghị gì bản thân ta sẽ không quan tâm đến ngụy mỗ sống cho tới bây giờ chỉ nghĩ tiến vào hóa thần kỳ theo đó mà phi thăng linh giới ngụy vô nhai gật đầu lạnh lùng nói ngụy huynh quả nhiên là người sáng suốt bất quá như vậy là tốt nhất được rồi nếu khe hở không gian này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ta đi tránh qua một chút vậy quỷ linh môn môn chủ mỉm cười sau đó ý bảo một gã đệ tử phía sau tiến lên mở đường tên quỷ linh môn đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt nhưng không dám nói một lời đi vòng qua mép ngoài của khe hở không gian sau đó hướng phía trước đi tới ngụy vô nhai không nói lời nào chậm rãi mà đi những người khác của quỷ linh môn cũng đồng thời theo sau đoàn người tiếp tục hướng về phía tế đàn to lớn kia đi đến chuyện gì xảy ra vậy phi thử của ngươi sao lại mất khống chế Tại băng tầng trải rộng trên sông băng, Hàn Lập ngẩng đâu nhìn bầu trời lại xuất hiện mây mù màu đỏ, sắc mặt âm trầm nói với tử linh đang đứng bên cạnh. Mà ở chỗ phía sau hắn cách đó một con đường rộng hơn 20 trượng rõ ràng tồn tại một băng phùng thật lớn. Hàn Lập vừa mới thông qua vết nứt này, lần nữa lẻn vào đến bên trong cốc. Mà nhìn lại mọi nơi trong này, băng tuyết trải rộng, băng hàn gió lạnh thấu xương trận trận gào thét thôi qua. Nhưng Hàn Lập một thân áo xanh đơn bạc đứng thẳng bất động tại chỗ căn bản không để ý tới gió lạnh này. Không biết nữa, phi thử của ta ở bên ngoài thì rất tốt, nhưng là từ lúc trong băng phùng đi ra, lại đột nhiên trở nên điên cuồng. May mắn ta đem nó thu lại sớm, nếu không còn không biết nó nhiễu loạn ra sao nữa. Bây giờ nó đang ở trong túi linh thú, bộ dáng cuồng bạo vô cùng. Tử linh nhíu mày, bộ dáng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hàn lập trầm ngâm một chút, đột nhiên vỗ vào túi chữ vật. Một đàn nhỏ phệ kim trùng từ trong túi chữ vật lao ra, sau đó kêu lên vài tiếng tại không trung hóa thành một đám mây nhỏ rừng bất động tại đỉnh đầu hàn lập hàn lập thần thức âm thầm thúc giục đám mây nhỏ này lập tức bay trở về túi linh thú cũng không có bất cứ vẻ gì là bị mất khống chế cả hàn lập sờ sờ cằm ánh mắt chấp động không ngừng nhưng lập tức lại vỗ một túi linh thú khác một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra sau khi xoay một vòng xuất hiện trước người hàn lập vài thước quang hoa thu liếm một tiểu hầu màu đen cỡ một tấc xuất hiện tại trước mắt đúng là đế hồn thú giờ phút này nó ngáp một cái nháy nháy mắt có chút mờ mịt nhìn hàn lập bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ dậy hàn lập xem con thú này một hồi lâu mặt không chút thay đổi tay ao bèn phất một cái một mảnh thanh hà cuộn tới một lát sau thanh quang hiện lên bóng dáng đế hồn thú biến mất phi thử của ngươi nếu mất khống chế bất luận nguyên nhân ra sao chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính mình tìm kiếm người của quỷ linh môn thôi cũng may lúc tiến vào nội cốc chúng ta cách bọn họ sẽ không quá xa ta thi triển thần thông tìm kiếm một chút, xem có thể tìm được tung tích bọn họ hay không. Người tạm thời giúp ta hộ pháp, Hàn Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng có được quyết định bèn nhìn sang tử linh nói. Phệ kim trùng cùng đế hồn thú ở bên trong cốc không có chút khác thường, điều này làm cho hắn trong lòng buông lỏng một chút. Dù sao chúng nó một bên là kỳ trùng tăng trưởng, một bên là biến dị đại hung thú. Tự nhiên không giống với linh thú bình thường. Bất quá Hàn Lập cũng không biết tại sao thiên lý ly mà nam lũng hầu chuẩn bị kia tại trong cốc có thể bình yên vô sự mà linh cầm của mộ lan pháp sĩ chuẩn bị lại cũng với phi thử của tử linh giống nhau, đều bị mất khống chế. Ngọn nguồn trong đó, tự nhiên liên lụy đến một ít bí ẩn trong cốc. Vậy hết thầy cũng chỉ có trông vào thần thông của Hàn Huynh. Tử linh cắn xuống đôi môi đỏ mỏng, cũng chỉ có thể nói như thế. Hàn Lập gật đầu, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Một lát sau, trên người hắn linh quang đại thịnh cả người cũng bao bọc trong quang mang màu xanh, linh khí bay ra rất nhiều. Tử Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, một đôi mắt trong như nước mùa xuân nhìn chằm chằm khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập không nháy mắt. Nói thật, đối với nam tử trước mắt, Tử Linh cũng không rõ được cảm tình của mình. Hai người nếu nói thuần túy là hảo hữu thì có chút không giống. Tối thiểu, nàng ngẫu nhiên từ trong mắt Hàn Lập nhìn ra sư kinh diễm đối với dung nhan của chính mình thì trong lòng có một chút vui thầm cùng hưng phấn. Nói là hồng nhan chi kỷ, lại càng không giống mặc dù cùng Hàn lập từng chịu hoan nạn sanh tử nhưng là cho đến nay Hàn lập chưa bao giờ cũng nàng chính thức thổ lộ tâm tình ngược lại mơ hồ còn cố ý tạo khoảng cách cùng nàng không có tiến thêm được chút nào mà trên thực tế lấy tu vi cũng thân phận hôm nay của Hàn lập nếu là từ miệng hướng nàng cầu hôn nàng cũng không đoán trước được chính mình sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt nàng trong lúc vô ý từ trong miệng nữ tử họ tống tai lạc vân tông biết được Hàn lập đã có một song tu bạn nữ tên là Nam Cung Huyền nàng trong lòng càng có một loài cảm giác mất mát nhiều hơn phảng phất cảm giác như đã bị người khác cướp mất cái mà mình đã nhắm chúng nhìn thấy thanh quang lóe ra trên khuôn mặt hàn lập tử linh thần sắc có chút ngẩn ra trong đầu nổi lên chút suy nghĩ miên man hàn lập đang ngồi ở đằng kia tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong đầu tử linh lúc này nhưng hắn lại sớm đã đem thần thức cường đại thả ra nhanh chóng tìm tới phương viên trong vòng trăm dặm xem một chút có hay không có tu sĩ quỷ linh môn tồn tại nhưng trong chốc lát sau lai không hề có thu hoạch gì Hàn lập chân mày nhíu xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, lại đem thần thức trải ra xa hơn. Phóng tới phạm vi gần 200 nhưng sau một hồi nhập công, vẫn không có khí thức của tu sĩ khác xuất hiện. Hàn lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đột nhiên đem một túi linh thú chứa đầy phệ kim trùng bên hông tháo xuống, tiện tay tế xuất. Hai tay sau khi bắt quyết, có hơn một ngàn con phệ kim trùng từ trong túi tuôn ra, hóa thành một đám mây linh trùng màu vàng. Đi, hàn lập hai mắt vừa mở một tay dương ra, đánh một đạo pháp quyết màu xanh đánh vào trên đám mây linh trùng. Đám mây linh trùng ông minh lên một tiếng lập tức tản ra, hóa thành từng đóa kim hoa hướng bốn phương tám hướng phân tán bay đi. Hàn lập lần nữa nhắm lại hai mắt, trên người linh quang bắt đầu phóng ra chói mắt. Tử linh nhìn thấy màn này, thì khẽ giật mình, không biết hàn lập muốn thi triển đại thần thông gì nữa. Mà hàn lập lúc này, cũng đã đem đại diễn quyết thi triển đến mức tận cùng. Lại mạnh mẽ đem thần thức chính mình hóa thành hơn một ngàn phần phân thấn chưa mấy phân thần còn lại lưu ở trên người để hộ thể phòng hộ ngoài ý muốn còn lại các phân thần nhanh chóng đuổi theo mỗi một con vệ kim trùng tạm thời ký phụ trên người chúng nó dương cánh hướng chung quanh phân tán đi mượn hai mắt vệ kim trùng không cần tiếp tục cảm ứng khí thức của tu sĩ trực tiếp bay về các phía tìm tòi tất cả những nơi nào có dấu hiệu khả nghi để lại trong đó tự nhiên không thiếu việc gặp phải khe hở không gian mà bị thôn vệ vào đó hoặc là bị nhốt trong cấm chế mà không cách nào phản hồi nhưng mà phân thần hàn lập căn bản là vô hình vô dạng, vừa lại là ký phụ chi thể. Vừa thấy tình huống không ổn thì trước tiên vứt bỏ ký phụ trên kim trùng, làm cho phân thần phản hồi về bên người hàn lập. Bất quá cho dù có như vậy, vẫn có mười mấy phân thần không kịp thoát ly, bị nhốt hoặc bị hủy. Đụng tới loại tình hình này, hàn lập quyết đoán buông tha cho việc liên lạc với mấy phân thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phân thần khác. Bất quá mỗi khi bỏ qua một đạo phân thần thì sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên tái nhợt thêm một chút, nhưng cũng may thần thức của hắn thật sự cường đai vô cùng, tổn thất mấy phân thần này căn bản không ảnh hướng tới cơ thể, trong chốc lát thần sắc liền trở lại như thường. Bằng vào hơn một ngàn phệ kim trùng bay đầy trời tìm kiếm, sau một hồi lâu, Hàn Lập rốt cục phát hiện đầu mối, tìm được lộ tuyến của tu sĩ quỷ linh môn. Thần niệm của hắn lúc này thúc giục tất cả phân thần, nhất thời hơn một ngàn phệ kim trùng lập tức chuyển hướng bay về. Khi một con phệ kim trùng cuối cùng cũng tiến vào trong túi thì khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười nhạt rồi mở mắt ra đi tìm được tung tích bọn họ rồi nói xong lời này hàn lập lập tức đứng dậy hóa thành một đao thanh hồng phong lên cao tử linh thấy cảnh này cũng mừng rỡ hóa thành một đao kinh hồng theo sát sau không bao lâu hàn lập cùng tử linh xuất hiện phía trên một đám loạn thạch lớn hàn lập nhìn chằm chằm cai hố trống trơn phía dưới sắc mặt mang vẽ cổ quái xem ra chỗ này là một dấu hiệu rồi từ đây ta nếu nhớ không lầm ma nói còn có hai nơi có dấu hiệu là có thể tìm được linh trúc quả tìm địa điểm tiếp theo thôi, chúng ta đi theo đám người quỷ linh môn trinh là cơ hội tốt nhất. Hàn lập tỉnh táo nói, tay áo vung lên, một đoàn bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xuất hiện trước người hàn lập mấy trượng đây chính là ngự phong xa. Lên ngự phong xa đi, tiếp theo cần tăng tốc đuổi theo bọn họ. Tốc độ độn quang của người quá chậm, độn tốc cần phải nhanh hơn mấy lần nữa, mới có khả năng đuổi theo bọn họ. Hàn lập không để cho tử linh kịp lên tiếng đã mở miệng phân phó nhanh hơn mấy lần, trong nội cốc này mấy khe hở không gian nhiều không kể xiết. Chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao? Tử Linh cả kinh, nét mặt biến sắc, chương 828, huyễn hóa chi phong, ta làm như thế tất nhiên là có vài phần nắm chắc. Huống hồ để lấy được linh quả chẳng lẽ tử linh cô nương lại không dám mạo hiểm sao? Hàn lập khẽ nhếch miệng cười mà không phải cười. Theo hiểu biết của ta về Hàn Huynh thì khi gặp chuyện nguy hiểm nếu không có 10 phần nắm chắc thì Hàn Huynh tuyệt không mạo hiểm xem ra hàn đạo hữu khẳng định là có bí thuật gì đó có thể né tránh được khe hở không gian ẩn hình này. Vì vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh tử linh sau khi ngẩn ra một lúc, ánh mắt khẽ lưu truyền một vòng rồi thản nhiên khẽ cười nói. Tiếp theo bóng trắng khẽ nhoáng lên, nàng đã nhẹ nhàng bước lên ngự phong xa. Hàn lập có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nữ tử này một cái nhưng không nói gì mà lập tức bay vào trong xe. Trong nháy mắt, ngự phong xa dưới sự thúc giục của hàn lập đã hóa thành một đạo bạch sắc kinh hồng phá không bay đi. Hiển nhiên suy đoán của Hàn Lập là chính xác, đi gần nửa ngày sau, tại một nơi hoang thổ phụ cận, hai người Hàn Lập rốt cục đã đuổi kịp theo đám người quỷ linh môn. Mà đám người trưởng lão họ chung vì một gã đệ tử quỷ linh môn nhất thời phạm sai lầm đã làm dẫn phát một cái thượng của tiểu cấm chế ở vùng phụ cận nên đang luống cuống tay chân chống đỡ. Lấy sự cẩn thận của Hàn Lập cũng như dưới tình huống triển khai toàn bộ thần thức thì tất nhiên lão già họ chung không phát hiện được tung tích của bọn họ, hơn nữa dựa vào thần thức cường đại, thần không biết quỷ không hay từ xa xa hắn dùng thần thức đảo qua một lượt. Hàn lập cảm ứng rõ ràng được thượng cổ cấm chế nọ linh khí ba động cũng không quá mạnh mẽ, xem ra nhiều lắm chỉ có thể cuốn lấy đám người quỷ linh môn này trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, không cách nào vây khốn được lâu lão họ chung có tu vi nguyên anh trung kỳ. Bất quá điểm thời gian trì hoãn này đối với Hàn Lập mà nói lại là cơ hội tốt khó có được, đủ thời gian để vượt qua bọn họ. Hàn Lập dùng tâm thần khống chế ngự phong sa mạo hiểm đi trách khói lộ tuyến ban đầu một quãng, không bao lâu, sau khi bay quanh tránh qua mấy đạo khe hở không gian trên đường. Hàn lập rốt cục đã đem đám người quỷ linh môn bỏ xa phía sau, đồng thời mang theo tử linh đi đến gần một khu vực núi non xanh biếc ẩm ướt. Nhìn thấy sơn mạch này, thần niệm hàn lập khẽ điều khiển ngự phong xa chậm rãi dừng lại. Không sai, chính là nơi này, ngươi xem đỉnh núi nọ thật giống có một con phi điều đang đậu ở trên, dấu hiệu này hẳn là không sai tử linh liếc mắt nhìn một cái, nhận ra giữa vô số núi non chập trùng có một ngọn núi hình dáng như con đại điểu nên có chút hưng phấn mà nói. Đồng thời tâm tình không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Hàn Lập. Nói thật, lúc trước tử linh mặc dù là tin tưởng mười phần, tựa hồ hết sức tin tưởng Hàn Lập. Nhưng khi thấy Hàn Lập đem ngự phong xa khô xử nhanh như điện thì tim vẫn thoát lại. Nhưng không nghĩ tới dưới sự dẫn đường của Hàn Lập lại cực kỳ an toàn. Chẳng những tránh được tất cả khe hở không gian mà ngay cả thượng cổ cấm chế cũng chưa từng kích động một cái nào, một hồi bay đến đây. Tử Linh tất nhiên không biết trong lòng Hàn Lập lúc này cũng đồng dạng thầm kêu may mắn. Nếu nói tránh được khe hở không gian là nhờ vào thần thông thanh minh linh nhãn của hắn nhưng việc đi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ban đầu lại không có kích động thượng cổ cấm chế nào thì việc này thật sự là do vận khí không tồi. Hàn Lập trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là hai mắt híp lại nhìn chằm chằm ngọn núi kỳ lạ phía xa, im lặng không nói gì. Phương hướng mà mỏ phi điều chỉ phải ứng với tiêu ký tối hậu mới đúng. Hàn Huynh, sao chúng ta còn không xuất phát hay là chúng ta nên hủy diệt ngọn núi này đi tử linh chờ một lát thấy hàn lập chấm ngâm bất động thì có chút lo lắng đề nghị nói theo cái ngọc giản nọ thì chỗ có tiêu ký tối hậu là sa mạc hơn nữa khoảng cách với ngọn núi này là trong vòng ngàn dặm không sai chứ hàn lập đột nhiên hỏi không sai hàn huynh nói vậy là có ý tứ gì tử linh dường như hiểu ra điều gì đó rất đơn giản nếu chúng ta phá hủy ngọn núi này thì khi đối phương thấy ngọn núi mới bị hủy tự nhiên sẽ biết nơi này có ẩn chứa tiêu ký. Mấy tiêu ký tối hậu lai nằm ở sa mạc, theo đó, bọn họ chỉ cần tốn hao chút thời gian là có thể xới tung khu vư xê phụ cận để tìm kiếm giống như việc chúng ta có thể tìm kiếm đường đi ở đây. Cách duy nhất có thể trì hoãn được chút thời gian là bố trí ảo trận che khuất ngọn núi này đi để xem có thể mê hoặc đối phương, khiến trỏ quỷ linh môn tu sĩ bỏ qua đấu hiệu này. Hàn Lập tinh táo nói. Theo lời Hàn Huynh là có chút đạo lý nhưng ngọn núi lớn như thế thì phải dùng loại ảo trận nào mới có thể che khuất được cả đỉnh núi, lại phải có thể giấu giếm được thần thức của Nguyên Anh tu sĩ. Đạo hữu chẳng lẽ còn kiêm tu ca huyễn thuật tử linh có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, huyễn thuật ta không tinh thông nhưng có người tinh thông Hàn Lập sau khi cười thì bình tĩnh nói. Sau đó, Hàn Lập liền vung tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, sau khi hạ xuống mặt đất thì nhanh chóng hiện ra một bạch y thiếu phụ thuất tha xinh đẹp trong linh quang, tham kiến chủ nhân nữ nhân này nhìn Hàn Lập thi lễ đây chính là Ngân Nguyệt. Nàng ta là ai tử linh vừa thấy Ngân Nguyệt thì thất kinh, không khỏi thất thanh kêu lên. Đây là Ngân Nguyệt, tạm thời tính là một hạ nhân của ta. Ngân Nguyệt, người có biện pháp nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra ảo trận che khuất tòa sơn phong kia không Hàn Lập hời hợt giải thích một câu rồi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa hỏi. Nếu chủ nhân có mấy bộ khí cụ bày ảo trận hơn nữa có huyễn thuật của tiểu tỷ tưởng trợ thì việc làm phép che khuất ngọn núi này cũng không phải là không có khả năng nhưng hiệu lực của ảo trận này có thể không nhất định có thể giấu được thần thức của nguyên anh kỳ tu sĩ tiểu tỳ không có nắm chắc hơn nữa huyễn thuật của tiểu tỳ dù sao không phải pháp trận cấm chế chỉ có thể tồn tại được trong vòng hai ngày sau đó sẽ tự động tan đi ngân nguyệt cung kính nói được người nhanh chóng làm đi có thể làm đến mức nào thì cứ làm cho hết khả năng hai ngày thời gian cũng đủ dùng rồi hàn lập sau khi đánh giá một chút thì trong lòng liền có quyết định hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông lấy ra hai bộ khí cụ bầy trận lấp lóe các màu linh quang rồi tiện tay đưa cho thiếu phụ. Vâng, chủ nhân Ngân Nguyệt tiếp nhận khí cụ bầy trận rồi ứng tiếng trả lời. Lúc này Hàn Lập sau khi xem phi điểu sơn phong phía xa một chút thì Hàn Quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên hai tay xoa vào nhau rồi dương lên. Một đạo thanh sắc kiếm khi dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay nhanh chóng bắn ra như dao long, sau khi bay quanh ngọn núi một vòng thì lại bay vụt quay về, chui vào người Hàn Lập biến mất không thấy bóng dáng mà tòa phi điều sơn phong kia lại đột nhiên xuất hiện những tiếng ỉ ầm. Chỉ thấy hai cánh của điều thú trên đỉnh núi ầm ầm sụp xuống khiến cho ngọn núi này trong phút chốc trở lên không khác các ngọn núi bình thường khác bao nhiêu. Tử Linh có chút đăm chiêu, nàng mặc dù biết thần thông của Hàn Lập bây giờ căn bản không phải một kết đan tu sĩ như nàng có thể ước đoán, nhưng với việc chưa cần xuất ra pháp bảo mà chỉ bằng vào kiếm khí đã có thể đại triển uy lực như thế, đối với nữ nhân này thật sự là một cú sốc trước kia mặc dù nàng thường nghe người ta nói vì tu sĩ mới tiến vào nguyên anh hàn lập cơ hồ là tồn tại chỉ dưới tam đại tu sĩ nhưng tử linh kỳ thật vẫn có chút không quá tin tưởng dù sao hàn lập trước kia cũng mới chỉ là kết đan tu sĩ như nàng lúc này mới tiến giai lên nguyên anh chưa bao lâu mà lập tức có đại danh tiếng như thế thật sự làm cho tử linh khó có thể tin được nàng ban đầu tưởng rằng hàn lập hơn phân nửa là dùng thủ xảo đầu cơ mưu lợi gì đó thì mới có thể may mắn có được đại thanh danh như thế ngay lúc tử linh đang âm thầm kinh hãi thì Ngân Nguyệt đã đưa hai bộ khí cụ bầy trận tới ngọn núi cơ hồ đã bị cắt cụt hơn non nửa, bắt đầu bố trí khởi pháp trận. Động tác của Ngân Nguyệt rất nhanh, chỉ sau khoảng thời gian tầm một bữa cơm đã đem hai cái ảo trận bố trí xong, nhất thời từng đợt bạch sắc sơn vụ chậm rãi dâng lên, đem ngọn núi nọ che khuất hơn phân nửa. Chỉ có phần đỉnh núi là lộ ra bên ngoài. Sau khi làm xong việc này thì Ngân Nguyệt đột nhiên hóa thành một đoàn ngân quang bay lên phía trên đỉnh núi, sau đó đột nhiên hé miệng phun ra đại phiến sương mù màu đỏ về đỉnh núi phía dưới sương mù này một khi bay ra lập tức biến thanh vô ảnh vô hình nhưng ngân nguyệt trong miệng vẫn phun ra không ngừng không bao lâu sau một màn kinh người xuất hiện cả ngọn núi phụ cận đột nhiên vặn vẹo biến hình một trận rồi bỗng biến mất không nhìn thấy đâu nữa còn thấy chân núi mà tại chỗ đó nay thấy xuất hiện một mảnh rừng rậm hàn lập thấy vậy hài lòng gật đầu không biết cách xa hàn lập bao nhiêu ngàn dặm ở trong đại sảnh dưới lòng đất khoảng trăm trượng Nam lũng hầu cùng lỗ vệ anh đang khoanh chân ngồi ở một góc chỉ huy pháp bảo mãnh công màn hào quang đã hơi mỏng đi một tầng nhưng lại càng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phật văn trên màn hào quang khi bắt đầu to cỡ hạt đậu thì nay đã biến thành cỡ nắm tay màu bạc. Tại mặt ngoài màn hào quang lưu chuyển không ngừng, có vẻ nghiêm nghị dị thường. Phía ngoài chảo, một phong long màu trắng cùng một đạo kim sắc kinh hồng, hai đạo lam sắc băng mãng, một cử hoàn màu xanh biếc đang không ngừng công kích vào màn hào quang mỗi một lần công kích đều làm cho màn hào quang này khẽ run lên linh quang loạn thiếm nam lũng hầu cùng lão già họ lỗ sắc mặt giờ phút này có chút tái nhợt một tia huyết sắc cũng không có việc này cũng khó trách cho dù ai ngày đêm không ngừng tiêu hao pháp lực không tiếc tiêu hao tinh nguyên để thúc giục pháp bảo thì cũng đều biến thành bộ dáng như thế hai người trong lòng đã sớm mắng to vì công phá cái tiểu tu di kim cương trận dị thường này mà hai người không thể không liều mạng đến hôm nay mặc dù hai người đều có chút tổn hao nguyên khí nhưng kim cương quang cháo này cũng đã đến lúc đèn sắp cạn dầu rõ ràng là có thể bị hủy bất cứ lúc nào điều này làm cho hai người trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì trong âm thanh ầm ầm công kích bạo liệt không biết qua bao lâu đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra lập tức thanh âm vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi của lão giả cũng truyền đến phá công phá rồi cuối cùng cũng không uổng phí một phen tâm huyết của hai người chúng ta chỉ thấy lão giả nguyên bổn đang khoanh chân ngồi đứng dậy, vẻ mặt mừng như điên kêu lên. Chiếc bàn chứa đầy bảo vật đang ở trước mặt, màn hào quang ngăn chở bọn họ gần hai ngày nay giờ phút này không còn sót lại chút gì. Vách tường bốn phía vốn có phủ chú lấp lóe nay cũng tiêu tan không thấy bóng dáng. Nam lũng hầu ngồi xếp bằng tại một góc khác hoạt nhìn khí sắc phi thường mệt mỏi nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên thần sắc hưng phấn dị thường. Ánh mắt hai người theo sau không hẹn mà cùng rơi lên trên bàn mà tâm trí đã mất đi sự cảnh giác. Bảo vật, Linh được cùng viên bát đang ở trước mặt họ. Cho dù hai người này là sống lâu gian xảo thì cũng không nén được hồi hộp, chống ngược đập lên thình thịch. chương 829, Ma Động, hai người nam lũng hầu cùng lão giả sau khi cùng nhìn điện thờ thì ánh mắt lập tức theo tiềm thức nước nhau một cái đồng thời từ trong mắt đối phương chứng kiến sự cảnh giác. Trong lúc đó cho dù gì ứa hai người đã từng có một ít giao tình nhưng dưới sự hấp dẫn của bảo vật thì tự nhiên sớm đã tan thành mây khói hai người sau khi trầm mặc trong chốc lát thì lão giả cười hắc hắc rồi mở miệng nói nam lũng đạo hữu trong lòng ngươi và ta đang suy nghĩ cái gì thì ai cũng biết rõ ràng lão phu tu vi mặc dù lúc trước còn kém nam lũng đạo hữu một bậc nhưng sau trận chiến tại mộ lan thảo nguyên thì nam lũng huynh đã bị đại thương nguyên khí một lần hôm nay tu vi cũng xem như bằng nhau số linh được này nhiều như vậy ngươi và ta không nên có cử động gì khác mà nên đàng hoàng phân chia thật công bằng để tránh kết quả đồng quy vô tận lỗ huynh nói cực kỳ đúng bản hầu cũng muốn như thế linh dược thì phân chia công bằng nhưng đối với bảo vật thì ta chỉ muốn cái bát tròn kia các đồ vật còn lại tất cả sẽ thuộc về lỗ huynh đạo hữu thấy như thế nào nam lũng hầu nghiêng đầu liếc nhìn cái viên bát trên điện thờ một cái nói viên bát hảo cứ phân chia như vậy đi lão phu hôm này thầm nghĩ rằng khi tu vi tinh tiến thêm một tầng thì sẽ kéo dài thêm một chút thọ nguyên mấy vật ngoại thân đó sao đáng coi trọng bằng lão giả họ lỗ sắc mặt khẽ biến nhưng sau khi tự đánh giá một chút thì dĩ nhiên đồng ý Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức trong lòng mừng rỡ. Nguyên tưởng rằng muốn thuyết phục đối phương buông tha vật này thì phải uổng phu một phen tay chân nhưng không nghĩ tới lão giả lại dễ dàng buông tay như thế. Bất quá xuất phát từ tính cẩn thận, hắn cẩn thận quan sát nhãn thần của lão giả. Nhưng lỗ về anh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ khác thường chút nào. Ngược lại lão giả khi thấy Nam Lũng Hầu Trần trừ thì đột nhiên lại cười cười nói: "Như thế nào, Nam Lũng huynh chẳng lẽ thay đổi chủ ý, muốn đem bảo vật này cho lão phu?" Nam lũng hầu im lặng, ánh mắt chấp động vài cái và nhất thời không có trả lời câu hỏi này. Chốc lát sau không nhìn ra cái gì không ổn Nam lũng hầu rốt cực cười ha ha, trên mặt lộ vẻ tươi cười trả lời. Lỗ huynh nói giỡn, nếu đạo hữu đã nói như thế thì bản hầu sẽ không khách khí. Hai người chúng ta đồng loạt động thủ, người nhận lấy ba kiện bảo vật cùng Ngọc Phù, ta lấy viên bát. Sau đó sẽ trở lại phân chia linh dược, như thế nào? Vậy cứ theo ý Nam lũng huynh đi, lão giả họ lỗ không trần chờ đáp ứng nam lũng hầu hài lòng gật đầu lúc này hai người cơ hồ đồng thời hành động lão giả phất tay áo bảo hướng lên điện thờ phát ra một mảnh bạch sắc hà quang tới ba kiện pháp khí cùng cái ngọc phù nọ mà mang tất cả đi nam lũng hầu thì há mồm phun ra một đoàn kim quang hướng cái viên bát nọ bắn tới hết thảy đều phi thường thuận lợi sau khi bạch sắc hà quang của lão giả đảo qua thì bảo vật cùng ngọc phù không chống cự chút nào bị mang ra khỏi cái viên bát theo sau đoàn kim quang nọ đem cái viên bát nọ bao ở trong đó và hướng nam lũng hầu bay đi sau khi khiến viên bát khinh phiêu phiêu bay vào trong tay thì nam lũng hầu không nhịn được vẻ mừng rỡ mà lão giả đối diện thì đang cúi đầu xem ba kiện bảo vật trong tay một chút trên mặt không chút biểu tình sau khi xem cái viên bát không có một khe hở trong tay đột nhiên vẻ mặt tươi cười của nam lũng hầu thu lại bàn tay vừa đảo hướng cái viên bát như tia chớp vỗ một cái nhất thời một đảo hoàng phù áp vào bên ngoài Nam Lũng Huynh, người có ý gì lão giả họ lỗ nhìn thấy màn này thì sắc mặt đại biến, không khỏi kinh sợ hỏi. Ý gì, lỗ huynh chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta nhìn không ra ba kiện bảo vật cùng ngọc phù của ngươi là pháp khí mà thướng cổ tu sĩ dùng để trấn áp viên bát sao? Bản thân ta mặc dù không biết viên bát rốt cuộc là vật gì nhưng nó tuyệt đối là nhất kiện cổ bảo đứng đầu, bên trong có cấm chế gì đó thì khẳng định là cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, lỗ huynh nếu là muốn thấy bản hầu mạo muội mở viên bát này ra thì sợ rằng phải thất vọng rồi không có 10 phần nắm chắc thì bản hầu sẽ không làm việc này. Lúc này, nam lũng hầu mặt lộ vẻ quỷ dị nói, đồng thời bàn tay chụp tới không ngừng, một hơi dán tới năm sáu đạo phù màu sắc khác nhau lên trên viên bát. Ha ha, không nghĩ là lỗ mỗ nhất thời khiêm nhường mà làm cho nam lũng huynh hiểu lầm. Bất quá, lão phu cũng không muốn giải thích cái gì. Chúng ta đem linh dược phân chia một chút thôi, hay là rời nơi này đi thôi. Mặc dù không biết tại sao mà lỗ mỗ cảm gì ác không muốn ở lại nơi đây lâu hơn lão giả họ lỗ thần sắc trong nháy mắt hồi phục như thường thản nhiên nói. Hừ cứ theo ý lỗ huynh đi, thiên nguyên quả có thể tăng trường thọ thì chúng ta bình phân, linh dược còn lại thì mỗi người chọn một thứ. Nam lũng hầu cười lạnh một tiếng rồi nói, tiếp theo một tay nâng viên bát, tay kia thì không chút khách khí vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chụp tới. Nhất thời một cái quang thủ màu vàng dài đỗ một thước hiện lên trên điện thờ sau đó hướng xuống phía dưới lần mò, Lỗ về anh sắc mặt trầm xuống, cũng không đợi hồi phục cái gì, một tay dương lên đem một cái bạch sắc quang thủ đồng dạng trên điện thờ chụp vào một khối thiên nguyên quả bên cạnh tử sắc linh chi. Phốc phốc hai thanh âm thấp thấp truyền ra, thiên nguyên quả cùng tử sắc linh chi trên cùng bàn chợt lóe ra ánh lục quang rồi đột nhiên mơ hồ tan đi, hai cái quang thủ mò vào khoảng không. Theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh hà quang, tất cả linh được, linh quả trong quang hoa tan đi như bọt khi không thấy bóng dáng. Nam lũng hầu cùng lão giả nhìn thấy màn này, nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đang lúc này, bàn tay nam lũng hầu tiếp xúc với viên bát chợt sinh ra dị biến. Các đạo phù gián trên viên bát đột nhiên bị ánh linh quang từ viên bát cuồng hiện vài cái chiếu vào thì đồng thời tự bốc cháy. Tấm kỳ phù đen nhánh như mực bị vây trong hắc sắc yêu hỏa hạ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Chưa kịp kinh hãi vì linh dược không cánh mà bay thì nam lũng hầu lại có điều cảm ứng được tình hình của viên bát trên tay, sắc mặt ba một cái, tái nhợt rồi không chút nghĩ ngợi tay kia mở ra kim quang chợt lóe lộ ra một tấm phù màu vàng có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay, hung hăng hướng viên bát chụp tới. Nhưng như thế rõ ràng là vẫn chậm, viên bát nguyên bản bị phong kín nghiêm cẩn đột nhiên phát ra một tiếng nổ, trong phút chốc sóng xung kích trùng thiên. Tiếp theo một đạo ô quang từ trong viên bát bắn nhanh ra, tốc độ làm cho người không ta không thể thấy rõ ràng. Trong khoảng cách gần như thế, nam Lũng Hầu căn bản là không có cách nào tránh né được tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấc thì ô quang nọ đã bắn trúng mặt nam lũng hầu rồi chợt lóe lên và biến mất một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng nam lũng hầu phát ra hắn hung hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường kim phù cũng từ trên ngón tay rơi xuống theo sau hai tay ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp xúc lại đoạt xá cách đó không xa lão giả họ lỗ vừa thấy tình hình này thì với kiến thức rộng rãi của hắn lập tức mặt tái xanh thất thanh kêu lên lập tức hắn không chút nghĩ ngợi nhìn nam lũng hầu điểm một chỉ. Hai thanh giáo màu lam từ trên người bắn ra, hung hăng chém về phía nam lũng hầu tựa hồ không có cách nào nhúc nhích được. Không lưu tình chút nào, nhưng chỉ trong nháy mắt, nam lũng hầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khi nồng đập, hai con người đã hoàn toàn biến thành mau ngân bạch, chừng mắt nhìn lam quang đang bay tới, mặt không chút biểu tình. Ngay lúc Lam Quang sắp đánh lên trên người hắn thì Nam Lũng Hầu đột nhiên vung tay, đương một tiếng, âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau truyền ra. Hai khẩu lam quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp ngăn cản được rồi hất bay ra. Nhưng áo bào trên cánh tay đã bị lam quang một kích phá hủy vụn thành từng miếng đầy trời bay xuống để lộ ra cánh tay. Lão giả họ lỗ vừa thấy bộ dáng cánh tay này thì khóe mắt lại không khỏi quất xúc một chút. Chỉ thấy trên cánh tay này không biết khi nào trở nên đen bóng lên. Phía trên bao phủ bởi một màu đỏ đậm, bàn tay thì trở nên vô cùng thô giáp phía trên hắc khí lượn lờ phảng phất như trở thành quỷ trào. Nhưng cánh tay quái mô quái dạng như vậy lại có thể dĩ nhiên đỡ được hai khẩu. Lam quang mà không tổn hao gì, lão giả trái tim chìm xuống, lấy thần thức nguyên anh trung kỳ của nam lũng hầu mà chỉ trong thời gian ẩn ngắn như thế đã bị đoạt xá thành công đồng thời làm cho thân thể biến dị. Việc này thật sự là khó có thể tin, ô quang nọ rốt cuộc là vật gì, quyết không phải là tà môn bình thường. Nghĩ như vậy, lão giả tâm lý hoảng sợ rồi đột nhiên vung tay áo bảo lên, trên một tay hiện ra cái màu trắng pháp kỳ nọ tay kia thì phát ra một tấm khinh sa diệp hỏa hồng tấm khinh sa trong nháy mắt bị lão giả ném ra liền nhất thời biến thành một tầng hồng mông quang mạc phủ hiện trước người lão giả